Mục Thần Ký tập 817-820, chúc các bạn xem video vui vẻ. Điện chủ hoan hỉ tỏ vẻ kinh hãi, đang định né tránh, đột nhiên Giang Bạch Khuê phi thân tới, 72 điện và 36 cung ầm ầm, đè xuống, chấn áp cơ thể nàng. Cùng lúc đó, Kim Thuyền Độ Thế cũng lao vào trung cực hư không một lần nữa. Bóng dáng của Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đan xen với nhau, di chuyển xung quanh đế hậu, bước chân không hề dừng lại, lúc thì Hư Sinh Hoa ngăn cản công kích của đế hậu, lúc thì Lam Ngự Điền ngăn cản công kích của đế hậu, chỉ cần vừa có cơ hội, hai người sẽ lập tức hoặc là thi triển thần thông luân hồi, hoặc là thi triển ấn pháp nút thắt dây đỏ, gắt gao khống chế đế hậu. Trung cực hư không và lĩnh vực quy khư kịch liệt va chạm với nhau. Hai người bọn họ muốn khống chế đế hậu đến chết mới thôi. Đế hậu lại nhảy ra khỏi luân hồi hết lần này đến lần khác, thế nhưng trước khi kịp khống chế thân thể mình, nàng lại bị phong ấn bởi ấn pháp nút thắt dây đỏ. Sau khi phá giải được nút thắt dây đỏ, nàng lại bị hai người đánh vào luân hồi. Cứ liên tục như vậy, nàng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Trung cực hư không đã xâm nhập vào trong lĩnh vực quy khư của nàng, phá hoại tu vi đại đạo của nàng, khiến tu vi thực lực của nàng càng ngày càng yếu đi. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa, một người là thiên tài đệ nhất trăm vạn năm trước, một người là nhân tài mới nổi của Diên Khang. Bọn họ áp chế nàng gắt gao, khiến nàng không thể thoát thân. Nàng chỉ có thể không ngừng suy yếu, mãi cho đến khi bị hai người giết chết mới thôi. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa phối hợp với nhau, cực kỳ nghiêm ngặt, không một kẽ hở. Bọn họ từng ngộ đạo tại tổ đình, trao đổi với nhau những gì mình có được, đều tham ngộ ra ảo diệu của cây thế giới ngay dưới gốc cây thế giới. Con đường của hai người cực kỳ giống nhau, cũng cực kỳ am hiểu thần thông của đối phương. Lam Ngự Điền thì thôi, hắn rốt đặc cán mai trong việc đối nhân xử thế, mấu chốt là Hư Sinh Hoa, cho dù Lam Ngự Điền sử dụng bất kỳ thần thông nào, hắn đều có thể đoán ra suy nghĩ của Lam Ngự Điền ngay lập tức, sau đó phối hợp với hắn. Thành tựu trên phương diện đạo cảnh của Lam Ngự Điền là cao nhất, cũng là người tiến gần tới thành đạo nhờ hệ thống đạo cảnh tổ đình nhất, thực lực cũng mạnh nhất, mà ngộ tính và tư chất của Hư Sinh Hoa lại chẳng kém hắn là bao. Thế nhưng Hư Sinh Hoa từng một mình trấn thủ cây thế giới nhiều năm, giết chết không biết bao nhiêu cường giả tiền sử lẻn qua, kinh nghiệm chiến đấu và ý thức đều vượt xa Lam Ngự Điền. Đế hậu cũng dùng tất cả thủ đoạn của mình, thậm chí còn điều động cả thánh địa quy khư. Nếu như có thể điều động thánh địa quy khư, dựa vào sức mạnh cường đại vô biên quy khư, cắn nuốt hư không, nàng có thể tự kéo mình vào trong quy khư. Đến lúc đó, khi nàng ở trong thánh địa của mình, việc giết chết hai người kia sẽ không còn khó khăn nữa. Thế nhưng Hư Sinh Hoa lại nhìn thấu suy nghĩ của nàng hết lần này đến lần khác, dùng thần thông luân hồi đánh tan suy nghĩ triệu hoán thánh địa quy khư tới của nàng. Cuối cùng, trung cực hư không cũng hoàn toàn xâm nhập lĩnh vực quy khư của nàng, trong thời gian ngắn đã phá hủy liên tiếp 10-13 tầng lĩnh vực, khiến đế hậu sinh lòng tuyệt vọng. Cây thế giới Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền hệt như đạo thụ trong hư không, có thể điều động gió lạnh trong trung cực hư không. Dễ cây thế giới của bọn họ hệt như từng cây cầu, dẫn gió lạnh vào sâu trong lĩnh vực quy khư của nàng, mài mòn thực lực tu vi của nàng. Cách đó không xa, Thương Quân, Nguyệt Thiên Tôn và Giang Bạch Khuê đang bao vây điện chủ Hoan Hỉ. Nơi xa xăm, trong trận chiến với Hạo Thiên Đế thành đạo, U Thiên Tôn, Nhị Đế Huyền Vũ và Lãng Uyển đánh về phía Hạo Thiên Đế. Lần đi gặp Tam Công Tử Lăng Tiêu này, hắn đã có được sự chỉ điểm của Tam Công Tử, cho nên mới thành đạo một lần nữa, mà giờ phút này là thời khắc mấu chốt, bởi vậy hắn căn bản không thèm quan tâm tới đế hậu. Một tầng lĩnh vực quy khư lại bị phá, đế hậu nương nương chỉ cảm thấy tu vi của mình nhanh chóng suy yếu, sau đó loại suy yếu này lại biến mất, nàng tiếp tục bị Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đánh vào trong luân hồi. Đợi đến khi nhảy ra khỏi luân hồi, đế hậu nương nương lại không khỏi kinh hãi tuyệt vọng. Lĩnh vực quy khư của nàng lại bị phá hủy thêm một trọng thiên, thế nhưng đợi đến khi nàng tỉnh táo lại, ấn pháp nút thắt dây đỏ do Lam Ngự Điền thi triển lại ấn lên mi tâm của nàng, đánh gục ý thức của nàng. Hai người vừa chiến đấu với nàng, vừa tham ngộ ra thần thông luân hồi mới, hoàn thiện đại đạo luân hồi của mình, lại vừa tham ngộ ra nhiều biến hóa của nút thắt dây đỏ hơn. Dù rằng đế hậu nương nương liên tục phá giải thần thông luân hồi và ấn pháp nút thắt dây đỏ của bọn họ, thế nhưng lần tiếp theo nàng vẫn sẽ lại trúng chiêu, bởi vì thần thông của hai người đã có những thay đổi mới. Kỳ tài trong thiên hạ nhiều vô số kể hệt như sao trên trời, thế nhưng có thể làm được đến mức không ngừng tham ngộ ra chiêu thức mới, trong lúc chiến đấu, tùy cơ ứng biến, sửa cũ thành mới, e rằng cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Nương nương, sau đòn đánh này, ngươi không cần phải tỉnh lại nữa. Lam Ngự Điền không đành lòng nói, ngươi cứ việc an hưởng niềm vui gia đình trong luân hồi, nếu như ra ngoài, ngươi... Phía sau lưng Hư Sinh Hoa đột nhiên xuất hiện lục đạo luân hồi, cũng tức là 6 loại đại đạo luân hồi khác nhau hóa thành lục đạo thiên luân, xâm nhập vào trong nhục thân của đế hậu, tách biệt nguyên thần và ý thức của nàng, đánh vào trong luân hồi. Nhục thân của đế hậu nương nương trống rỗng, đứng như trời trồng ở đó, không hề nhúc nhích. Hư Sinh Hoa thở phào nhẹ nhõm, thôi thúc cây thế giới, trầm giọng nói, sau trận chiến này, đế hậu sẽ không còn tồn tại nữa. Lam Ngự Điền, ngươi không được phép yếu lòng.
làm ngự điền thôi thúc cây thế giới của mình, hai người cùng hợp sức, uy năng của đạo vực tổ đình bùng nổ, hủy diệt lĩnh vực quy khư của đế hậu. Nàng là 10 thiên tôn, đời này không thể thoát khỏi cái bóng của 10 thiên tôn, ta hiểu rõ điều này. Lam Ngự Điền buồn bã nói, thế nhưng ta muốn cho nàng một cơ hội như nàng đã từng cho ta một cơ hội. Hư Sinh Hoa im lặng. Lam Ngự Điền quay về làm ngự thiên tôn, đánh thức ký ức đã biến mất của mình, cho nên trong đầu hắn có cảnh tượng lúc bản thân ngộ đạo dưới gốc cây. Lúc đó, hắn chỉ là một thiếu niên nhân tộc không đáng chú ý, mà trước thời đại Long Hán, nhân tộc là tầng lớp thấp nhất trong vạn tộc. Hắn ngộ đạo dưới gốc cây, còn loan giá của đế hậu nương nương đi lướt qua người hắn. Đế hậu ra lệnh cho các thiên tướng dừng xe, xốc rèm châu lên, lặng lặng quan sát hắn, nhưng không hề quấy rầy việc ngộ đạo của hắn. Trong lần ngộ đạo đó, hắn tham ngộ ra linh thai thần tàng, giải quyết được vấn đề khó là sinh linh hậu thiên hay thậm chí là bán thần, đều không thể tu luyện được. Ngày hôm ấy, thế giới thay đổi. Mà cái cây hắn ngộ đạo, sau này cũng trở thành Đông Thiên Thanh Đế. Ngày hôm ấy, đế hậu dừng xe vì hắn, đợi đến khi hắn tỉnh lại mới vui vẻ mời hắn lên loan giá. Hai người đầu gối kề nhau đàm luận rất lâu, loan giá của đế hậu đưa hắn ngao ngụ khắp nguyên giới rộng lớn, khiến hắn lưu luyến không nỡ rời xa. Kể từ lúc đó, hắn và đế hậu đã sinh tình bằng hữu. Sau này, các cổ thần ban phúc cho hắn cũng là nhờ đế hậu giúp một tay, thuyết phục chư thần và Thái Sơ Thiên Đế cao cao tại thượng. Ưu ái của đế hậu với hắn đã giúp địa vị của nhân tộc được nâng cao, mặc dù vẫn rất khó khăn, song đã tốt hơn trước nhiều, cho nên sau này mới xuất hiện 7 thiên tôn của Long Hán. Đây là phần ân tình mà đế hậu cho hắn. Hư Sinh Hoa lại nhớ đến một cảnh tượng khác. Đó là sau khi Tần Mục nhờ hắn đến mạch khoáng Thái Thủy ở tổ đình gặp đế hậu, trả nguyên dịch thái cực cho cổ thần thái cực. Khi đó, đế hậu vẫn còn là Nghiên Thiên Phi, nàng vui vẻ trò chuyện với hắn. Mà sau này, ái dục trong mắt đế hậu biến mất, chỉ còn lại sự tán thưởng hắn. Đế hậu không hề làm khó hắn, sau này còn thả hắn đi. Là kẻ thù, Hư Sinh Hoa chỉ có lòng bội phục với đế hậu, còn về hận ý, hắn không nói ra được. Hắn không giống với Tần Mục. Tần Mục trước giờ chưa từng coi mình là thần, mà coi mình là người thường, dùng con mắt của người thường để đánh giá hành vi của 10 thiên tôn, bởi vậy mới sinh ra hận ý, muốn lật đổ 10 thiên tôn. Hư Sinh Hoa ngay từ đầu đã là thiên chi kiêu tử của Thượng Thương, là kẻ thống trị cao cao tại thượng, mặc dù sau này bị Tần Mục cảm hóa, trở thành trụ cột vững vàng cho biến pháp Diên Khang, thế nhưng hắn vẫn chưa hề tiếp xúc nhiều với người thường. Hắn không hận nổi đế hậu nương nương. Một lúc sau, Hư Sinh Hoa nói, ta và ngươi có thể để lại một con đường sống cho đế hậu nương nương, thế nhưng phải xem bản thân nàng có nắm bắt được hay không. Lam Ngự Điền gật đầu. Đế hậu nương nương đứng trên bong của kim thuyền độ thế, không hề nhúc nhích. Nàng rơi vào lục đạo luân hồi của Hư Sinh Hoa, đợi đến khi tỉnh lại một lần nữa, nhìn bốn phía xung quanh, nàng chỉ thấy đâu đâu cũng là bóng tối. Nàng kinh ngạc phát hiện ra, mình đã xuất hiện trong đài hoa mềm mại, bên cạnh nàng là một thân thể trẻ trung khác, khí tức nối liền với nàng, nhưng lại hoàn toàn tương phản với nàng. Đó là một nàng khác, sở hữu sức mạnh hủy diệt tràn đầy, mà bản thân nàng lại hệt như đang nắm giữ sức mạnh sinh ra vạn vật. Các nàng đang lặng lẽ sinh trưởng trong bóng tối, cảm nhận cơn thủy triều lạ kỳ truyền tới từ bên ngoài. Ngày hôm ấy, bóng đêm chợt nứt ra, song liên quy khư dần nhô lên khỏi cơn thủy triều trong đại uyên, cánh hoa xoay tròn, song liên nở rộ. Đó là lần đầu tiên đế hậu và một bản thân khác nhìn thấy thế giới bên ngoài. Rất nhiều tạo vật chủ bước tới đây, lễ bái hai vị nữ thần trong hoa sen, bọn họ gọi nàng là Nguyên Hy, gọi một nàng khác là Nguyên Mẫu, còn tôn nàng làm nữ thần nắm giữ sinh sôi, tôn Nguyên Mẫu làm nữ thần nắm giữ hủy diệt. Khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy mình có được tất cả. Tạo vật chủ tế tự các nàng, sùng bái các nàng, cung phụng các nàng. Mặc dù bề ngoài của đế hậu và Nguyên Mẫu không khác nhau là bao, thế nhưng tính cách của hai người lại dần sinh ra thay đổi trong quá trình tế tự của tạo vật chủ. Tính cách của các nàng càng ngày càng đối lập nhau. Sau này, nghĩa tử của Thái Đế là Thái Sơ tới đây. Nam nhân cao lớn anh Tuấn đó lập tức thu hút nàng ngay từ giây phút đầu tiên. Thái Sơ có hùng tài vĩ lực, có dã tâm và dục vọng đáng sợ. Thời điểm nhìn nàng, ngọn lửa nóng bỏng trong mắt hắn khiến nàng kìm lòng không đặng. Thế nhưng thời điểm nhìn thấy muội muội Nguyên Mẫu của nàng, ánh mắt bình tĩnh của hắn cũng ẩn chứa ngọn lửa hệt như thế. Nàng bị tình yêu làm cho mu muội đầu óc, không quan tâm đến chuyện này. Bên trong thần thông lục đạo luân hồi, đế hậu như được nhìn thấy cuộc đời của mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chẳng mấy chốc, nàng nhìn thấy cảnh tượng khác biệt trong trí nhớ của mình. Sau khi đánh bại tạo vật chủ, Thái Sơ được tôn làm thiên đế, cưới tỉ muội các nàng. Từ đầu đến cuối, ngươi và Nguyên Mẫu đã là một thể, đều là thần nữ quy khư. Thái Sơ nói với nàng, trẫm nhìn thấy nàng cũng hệt như nhìn thấy ngươi. Đế hậu lặng lặng chấp nhận, sau này, nàng có con, đặt tên là Kỳ, được các cổ thần gọi là Thái Tử Kỳ. Thái Tử Kỳ vừa trắng trẻo vừa đáng yêu, được Thái Sơ thiên đế yêu thích, nàng cũng rất yêu nhi tử của mình. Con của Nguyên Mẫu cũng ra đời, đặt tên là Hạo, được các cổ thần gọi là Nhị Thái Tử Hạo. Nàng biết rõ,
Thật ra bản thân và Nguyên Mẫu là một, con của Nguyên Mẫu cũng là con của nàng, cho dù là Kỳ hay Hạo thì đều là nhi tử của nàng. Cuộc sống của nàng vô cùng mỹ mãn. Đế hậu một tay ôm Thái tử Kỳ, một tay ôm nhị Thái tử Hạo, đang chơi đùa với hai đứa trẻ, trên gương mặt mang theo nụ cười, mà ngay cả hai đứa trẻ cũng không ngừng bật cười khanh khách. Nhưng tất cả đều là giả. Đế hậu đột nhiên sa sầm mặt mày, thôi thúc thần thông, hai đứa trẻ trong ngực hét thảm một tiếng, hóa thành cho tàn. Đế hậu đứng dậy, bóng tối bao trùm lấy bầu trời, cắn nuốt vạn vật. Nàng bước tới Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình. Những nơi nàng đi qua, quy khư hủy diệt tất cả, vô số thiên tướng hóa thành cát bụi trong thần thông quy khư, biến thành hỗn độn. Tử Đồng, ngươi điên rồi sao? Thái Sơ Thiên Đế tỏ vẻ không thể tin được, lao về phía nàng. Là giả. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, một đại uyên chợt xuất hiện, nuốt chửng Thái Sơ Thiên Đế. Nguyên Mẫu ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, sau đó đột nhiên hét lên một tiếng, lao về phía nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, tỷ tỷ, ngươi làm gì con của chúng ta rồi? Ngươi cũng là giả. Đế hậu vươn tay ra, không gian chợt vặn vẹo, Nguyên Mẫu ngã về phía nàng, sau đó bị nàng dung hợp. Nàng cười chế nhạo, chúng ta vốn là một thể, vậy nên phải quay về làm một thể. Hư Sinh Hoa, ngươi nghĩ chỉ dựa vào loại thần thông này mà đã có thể khiến bản cung từ bỏ tất cả, từ bỏ quyền thế và vinh hoa sao, đúng là nằm mơ. Phá hủy cho ta. Nàng thôi thúc thần thông đến đỉnh điểm, lục đạo luân hồi tan rã, thế giới lục đạo sụp đổ. Đế hậu nương nương quay về trong thân thể của mình, mở mắt ra, chỉ thấy nàng vẫn đang đứng trên kim thuyền độ thế. Đối diện nàng, Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hai người dừng lại trên thân thể nàng, sau đó ai nấy đều nhắm mắt lại, dường như đều không nỡ tiếp tục nhìn. Ầm. Hai gốc cây thế giới dẫn dắt uy năng của trung cực hư không vọt tới, nhấn chìm nàng. Đế hậu nương nương thất thanh hét lớn, cố gắng bay ra khỏi lĩnh vực của hai người, thế nhưng tu vi của nàng gần như đã bị phá hủy hết sạch, trong cơ thể không còn chút tu vi nào. Chốc lát sau, một đời đế hậu bay đi theo gió lạnh, hóa thành hư vô. Lam Ngự Điền vô cùng dầu dĩ, bước xuống khỏi kim thuyền độ thế. Hư Sinh Hoa cũng chất chứa vô vàn cảm xúc. Cuộc đời của nữ tử đế hậu này là một cuộc đời truyền kỳ. Mặc dù hành vi của nàng khiến người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng những gì mà nàng trải qua đã khắc sâu vào trong thần thoại của vũ trụ này. Thời đại thuộc về đế hậu và 10 thiên tôn đã là quá khứ. 10 thiên tôn năm đó, nay chỉ còn lại một mình Hạo Thiên Đế. Hai người không nghĩ nhiều nữa, lập tức bay về phương hướng mà Hạo Thiên Đế lạc ấn hư không. Hiện giờ là thời kỳ mấu chốt để Hạo Thiên Đế thành đạo lần thứ hai, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể để hắn lại thành đạo. Mặc dù Hạo Thiên Đế đã xuống dốc, thế nhưng dù gì hắn cũng là kẻ có tài trí nhất nhì thiên hạ này. Nếu như hắn đã bị Vân Thiên Tôn và Tần Mục đánh bại, vậy thì buộc phải khiến hắn tiếp tục bị đánh bại, quyết không cho hắn cơ hội Đông Sơn tái khởi lần thứ ba. Nếu như Hạo Thiên Đế vẫn có thể Đông Sơn tái khởi trong trạng thái này, đạo tâm sống dậy, vậy thì hắn sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Cách hai người không xa, trận chiến giữa Thương Quân, Nguyệt Thiên Tôn và Giang Bạch Khuê với Điện Chủ Hoan Hỉ cũng đến thời khắc quan trọng. Giang Bạch Khuê dùng Đại Thiên Đình của Hậu Thiên Thành Đạo trấn áp nhục thân của Điện Chủ Hoan Hỉ, mà Thương Quân bị trấn áp dưới Hoan Hỉ Điện đang nhấc đao lên, đao quang bổ đôi Hoan Hỉ Điện. Đỉnh đầu Điện Chủ Hoan Hỉ bốc cháy hừng hực, nguyên thần xuất khiếu, đánh bay Giang Bạch Khuê, thế nhưng không còn kịp nữa, đao quang của Thương Quân đã lướt qua chân trái của nàng. Đợi đến khi bay ra khỏi điện, nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trái của mình đứng im trong Hoan Hỉ Điện. Thương Quân, ma đầu, chết đi. Điện Chủ Hoan Hỉ nghiến răng nghiến lợi, đạo quang từ bảo điện bùng nổ, va chạm với đạo quang của Thương Quân. Cùng lúc đó đạo thụ của nàng cũng quét về phía Giang Bạch Khuê. Ầm. Đạo quang dữ dội va chạm với nhau khiến cơ thể của Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền ở phía xa xa cũng phải lảo đảo. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoan Hỉ Điện bị chém thành hai nửa, đạo thụ khổng lồ của Điện Chủ Hoan Hỉ xuất hiện dị tượng ngàn đạo thụ thành rừng, biến nơi đó thành một khu rừng đạo thụ rậm rạp. Bên trên đại điện nứt làm đôi, Thương Quân đứng trên đỉnh của một nửa đại điện, trên người bê bết máu, tai mắt mũi miệng cũng đang không ngừng trào máu. Mà trên một nửa đại điện khác, Điện Chủ Hoan Hỉ chỉ còn một chân đang đứng đó, trên mặt là một vết đao vô cùng đáng sợ. Nguyệt Thiên Tôn hét lên, tiếng đàn vang vọng, không gian gấp khúc, cố gắng phá giải thần thông không gian của Điện Chủ Hoan Hỉ, đưa Giang Bạch Khuê vào trong rừng đạo thụ. Giang Bạch Khuê cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn bị đạo thụ của Điện Chủ Hoan Hỉ quét qua, Thiên Cung Bảo Điện đổ rạp. Hắn là người thành công trong việc tập hợp đại đạo hậu thiên, pháp lực tu vi vô cùng thâm hậu. Thần thông đạo pháp của hắn không hề nằm trong phạm trù của hệ thống tu luyện trước đó. Có thể nói là kiến thức mới, ngay cả Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền cũng không hiểu được. Đối mặt với đạo pháp thần thông của hắn, Điện Chủ Hoan Hỉ đành bất lực bó tay. Thế nhưng khoảng cách trên phương diện tu vi lại không thể bù đắp nổi, cho nên Giang Bạch Khuê vẫn bị nàng đánh trọng thương. Trong thời gian ngắn, Nguyệt Thiên Tôn không thể phá giải rừng đạo thụ của Điện Chủ Hoan Hỉ, trong lòng gấp muốn chết. Nàng chợt hét lên một tiếng, thôi thúc pháp lực của mình đến cực hạn.
nàng ném một cành đào vào trong rừng đạo thụ. Cành đào rơi xuống đất, lập tức mọc thành một rừng đào, hoa đào nở rộ, từng cánh hoa đào bay khắp bốn phương tám hướng, xuyên qua không gian, số lượng càng lúc càng nhiều. Giang Bạch Khuê đạp chân lên cánh hoa đào, không ngừng tiến sâu vào trong rừng đạo thụ. Trong rừng, các loại đạo liên của đạo thụ giao thoa đan xen chẳng chịt như thoi đưa, khiến hắn liên tục gặp phải công kích, không ngừng phá giải. Nguyệt Thiên Tôn phối hợp với hắn, hai người cùng phá giải thần thông của điện chủ Hoan Hỉ. Nguyệt Thiên Tôn đưa hắn vào sâu trong rừng đạo thụ, khoảng cách với Hoan Hỉ điện nứt làm đôi ngày một rút ngắn. Bên trên bảo điện bị chém thành hai nửa, điện chủ Hoan Hỉ nhìn chằm chằm vào đại điện đã tách làm đôi của mình, gương mặt sụ xuống, khẽ lẩm bẩm, sư phụ từng nói với ta, trên thế gian này chẳng có mấy ai có thể làm được đến mức dùng đạo pháp của mình đạt thành tựu bảo điện. Bảo điện mạnh hơn đạo thụ, đạo hạnh cũng cao hơn đạo thụ, là một con đường hoàn toàn mới. Đạo quả và đạo thụ đều chỉ là mô phỏng theo cây thế giới, thế nhưng bảo điện lại là vách núi trong lồng ngực, là càn khôn trong lồng ngực của người thành đạo. Điện là chốn bồng lai cuối cùng của người thành đạo, cũng là thành tựu chí cao. Thương quân nhất đao lên, vết thương to nhỏ trên cơ thể hắn không ngừng chảy máu. Uy năng của điện chủ Hoan Hỉ gần như đánh gãy toàn bộ xương cốt khắp người hắn, thế nhưng dù gì hắn cũng là người thành đạo, cho nên hắn có thể dùng pháp lực cường đại của bản thân để cố định thân thể, giúp mình không vỡ nát ngay tức khắc. Trong lịch sử của kỷ nguyên thứ 16, hắn đã từng bị thương nghiêm trọng hơn thế này, bởi vậy hắn không để ý nhiều lắm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cái chân còn lại của điện chủ Hoan Hỉ. Một cái chân khác của điện chủ Hoan Hỉ đã bị hắn chém gãy, đạo thương khiến nữ tử này không ngừng chảy máu. Sư phụ truyền thụ đạo pháp vô thượng cho ta, thế nhưng tư chất của ta kém cỏi, mãi mà vẫn không thể tham ngộ thấu đáo. Thật ra, điện mà lão nhân gia hắn nói phải là bảo điện, được ngưng tụ từ đại đạo như Thái Thượng Điện, Vô Cực Điện hay Lăng Tiêu Điện. Hắn muốn bọn ta sửa cũ thành mới, bước ra khỏi con đường của mình, đi trên con đường mà hắn không thể đi được, bước tới nơi tận cùng, trở thành công tử độc chiếm một phương, trở thành đạo hữu của hắn, giúp nhau tiến lên, thế nhưng ta không làm được. Điện chủ Hoan Hỉ thở dốc, điều chỉnh khí tức, khàn giọng nói, những gì mà ta có thể làm được chỉ là, bước một bước về phía trước dưới sự dạy bảo của hắn, mà một bước này đã là cực hạn của ta. Cho nên ta chỉ có thể trở thành một trong 72 điện chủ. Nàng nở nụ cười. Sư phụ đã từng nói với ta, tính cách của ta quá hung bạo, muốn ta phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới làm. Hắn nói ta cười rất đẹp, rất ngây thơ, vì vậy mới đặt cho ta một đạo hiệu, tên là Hoan Hỉ. Hắn hy vọng ta có thể nở một nụ cười mỗi khi bốc đồng, lúc cười phải ngẫm nghĩ lại, sau đó bước ra khỏi cơn bốc đồng đó. Hắn hy vọng ta có thể cười mãi, giữ được vẻ ngây thơ trong đạo tâm. Từ khi tu hành đến nay, ta cũng làm như những gì hắn kỳ vọng, thường xuyên mỉm cười với thế gian, chuyện ngu xuẩn cũng bớt đi rất nhiều. Thương quân hờ hững nói, quả thật ngươi cười lên rất đẹp. Tiếng đàn vọng ra từ trong rừng đạo thụ, bóng dáng thấp thoáng của Nguyệt Thiên Tôn và Giang Bạch Khuê đang phá giải khu rừng này, cũng dần tới gần. Rừng đào lan rộng, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Điện chủ Hoan Hỉ thở dài, thế nhưng máu tươi lại chợt trào ra từ cổ họng của nàng. Nàng điều chỉnh khí tức, chậm rãi hạ cái chân còn lại, khoanh chân ngồi xuống, nụ cười trên mặt chợt biến mất. Sư phụ nói, khi ta không cười nữa, đó là lúc ta nguy hiểm nhất. Nguy hiểm này không chỉ nhắm vào đối thủ của ta, mà còn nhắm vào chính ta. Bởi vì khi ta không cười, đó là lúc ta không tỉnh táo nhất. Phía sau nàng, từng tầng đạo cảnh ầm ầm bùng nổ. Thương quân chậm rãi tra thanh đao trong tay vào vỏ, cơ thể cũng chậm rãi khom xuống. Lĩnh vực sát đạo 36 trọng thiên hình thành dưới chân hắn. Cơ thể hắn kéo căng, có cơ bắp thả lỏng, có cơ bắp siết chặt, có cơ bắp lại đàn hồi hệt như lò xo. Hai người vào tư thế chuẩn bị. Ánh mắt của điện chủ Hoan Hỉ khóa chặt lấy Thương Quân. Nàng thấp giọng nói, Thương Quân, ngươi tự tay hủy diệt kỷ nguyên thứ 16 sinh ra ngươi, sau đó còn phát điên trong đại kiếp hủy diệt, giết chết người thành đạo. Đại công tử Thái Thượng không lấy mạng người, nhưng ta thì khác. Nàng tung người nhảy lên, đạo quang chói lòa phát ra từ hai nửa của bảo điện, khiến bảo điện tan rã trong đạo quang. Điện chủ Hoan Hỉ nói, điện còn đạo còn, điện hủy đạo vong. Hôm nay, ta dùng đạo hạnh của mình, tiễn tên ma đầu là ngươi và ta cùng lên đường. Giờ phút này, chiến ý của nàng đã dâng cao đến giới hạn trước nay chưa từng có. Nếu như nàng chạy trốn, cho dù là Nguyệt Thiên Tôn cũng không thể giữ được nàng, thế nhưng nàng lại ở lại, quyết chiến sinh tử với Thương Quân. Trong lòng điện chủ Hoan Hỉ có một quan niệm đang trèo chống nàng, khiến nàng ngăn cản Thương Quân, khiến nàng không tiếc tính mạng quyết chiến một trận để giết chết Thương Quân, đổi lấy cơ hội giáng xuống cho người thành đạo của Di La Cung. Nguyệt Thiên Tôn và Giang Bạch Khuê có quan niệm của riêng mình, Thương Quân cũng có quan niệm của riêng mình. Quan niệm ấy chống đỡ bọn họ chiến đấu với kẻ mạnh, đạt được nguyện vọng của mình. Mà điện chủ Hoan Hỉ cũng có. Quan niệm của nàng là quan niệm của Di La Cung. Chính bởi vì nó là quan niệm của Di La Cung, cho nên mới khiến người thành đạo của 16 kỷ nguyên vũ trụ coi Di La Cung là thánh địa trong lòng mình. Vì quan niệm này, bọn họ có thể xông pha khói lửa, có thể chống lại tất cả. Dù rằng chủ nhân Di La Cung đã không còn,
Thế nhưng chỉ cần quan niệm này còn tồn tại, Jila Cung sẽ không giải tán. Trong lòng nàng, quan niệm của Jila Cung tuyệt đối không sai, quan niệm của chủ nhân Jila Cung cũng tuyệt đối không sai, thứ sai chỉ có thể là của người khác, là một điện chủ, nàng buộc phải bảo vệ quan niệm này của Jila Cung. Thương quân vung đao, nghênh tiếp điện chủ Hoan Hỉ ngay thời điểm đạo quang đạo diễm của nàng hừng hực nhất. Điện chủ Hoan Hỉ có quan niệm của riêng nàng, Thương quân cũng có quan niệm của riêng hắn. Hắn rất muốn bảo vệ chúng sinh của kỷ nguyên thứ 16, muốn kiếm tìm cho bọn họ một thái bình thịnh thế, bởi vậy mới giết chết tất cả những kẻ lẻn qua, tất cả những người thành đạo cướp đoạt sức sống của kỷ nguyên thứ 16. Song hắn lại thất bại. Thời điểm hắn thành đạo, cũng là lúc hắn trở thành đại ma đầu hủy diệt kỷ nguyên thứ 16. Hắn muốn bảo vệ chúng sinh, nhưng lại trở thành đao phủ tàn sát chúng sinh. Kể từ khi đó, đạo tâm của hắn không thể gượng dậy. Lỗi lầm của hắn không tài nào bù đắp nổi. Thế nhưng sau khi gặp được Tần Mục, đạo tâm của hắn như được tôi luyện một lần nữa, hắn lại tìm thấy quan niệm của bản thân mình. Hắn không thể bảo vệ được chúng sinh của kỷ nguyên thứ 16, trở thành tội nhân của kỷ nguyên thứ 16. Thế nhưng chúng sinh của kỷ nguyên thứ 17 cũng là chúng sinh, hắn tuyệt đối không cho phép bi kịch lại tái diễn, hắn không thể cứ sai rồi lại sai mãi. Cho dù quan niệm của Jila Cung cao thượng đến cỡ nào, tốt đẹp ra sao, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là sâu mọt của vũ trụ này. Hắn phải bảo vệ vùng đất yên bình này. Trong lần va chạm chính diện thứ nhất trên không trung của hai người, điện chủ Hoan Hỉ khống chế bảo điện đang tan rã, vô số đạo liên đan xen với nhau đâm vào trong cơ thể của Thương quân. Nàng cao giọng nói, cùng theo ta lên đường. Bùm bùm bùm. Trên dưới cơ thể Thương quân liên tục nổ tung, nhục thân và nguyên thần của hắn không ngừng rách ra, ngay cả lĩnh vực sát đạo 36 trọng thiên của hắn cũng thủng trăm ngàn lỗ. Sức mạnh của hắn đang nhanh chóng suy yếu, thế nhưng sát khí của hắn vẫn nồng đậm tới mức trước nay chưa từng có. Sát khí bàng bạc thăng hoa, hóa thành đệ tam thập thất sát. Thiên nhân hợp phát, vạn đạo định cơ. Nhát đao này hạ xuống, tất cả đại đạo và tất cả đạo liên của điện chủ Hoan Hỉ đều vỡ tan trong đao quang này. Thế nhưng nguyên khí của nàng lại hóa thành đòn đánh cuối cùng, đâm vào đại não của Thương quân. Ầm. Rừng đạo thụ đột ngột sụp đổ, đạo thụ của điện chủ Hoan Hỉ tan rã, khắp nơi hóa thành rừng đào, Giang Bạch Khuê và Nguyệt Thiên Tôn lập tức lao tới. Thần thông của Giang Bạch Khuê bạo phát, các loại thần thông thiên biến vạn hóa, vô số chỉ ảnh lướt qua không trung, xuyên qua thần thông và đạo quang đao quang của hai người, hóa thành một chỉ, theo sát đòn đánh cuối cùng của điện chủ Hoan Hỉ, cùng điểm vào mi tâm của Thương quân. Thương quân ngửa mặt ngã xuống, nhục thân nguyên thần và lĩnh vực sát đạo của hắn đồng loạt vỡ vụn. Ha ha ha. Điện chủ Hoan Hỉ đứng bằng một chân, cười lớn, Thương quân, ta từng nói ta có thể kéo ngươi cùng lên đường, chắc chắn ta sẽ không nuốt lời. Thế nhưng đáng tiếc, nàng quay đầu lại nhìn Nguyệt Thiên Tôn, ánh mắt lóe lên vẻ lạ kỳ, không thể kéo ngươi cùng lên đường được rồi. Ta vẫn chưa thể hoàn thành ủy thác của tứ công tử, mi tâm của nàng nứt ra, một đường máu kéo dọc từ vầng trán xuống tận cơ thể của nàng. Nguyệt Thiên Tôn vốn định ra tay, nhưng khi nhìn thấy đường máu này, nàng bèn dừng tay lại. Giang Bạch Khuê nhanh chóng bay đến bên cạnh Thương quân. Nói, thần thông bất dịch của ta không mạnh mẽ chuẩn xác bằng nhị sư huynh, chỉ mạnh hơn đại sư huynh Ngụy Tùy Phong chút ít, có thể bảo vệ được Thương quân hay không, ngay cả ta cũng không biết được. Kẻ khinh đạo. Điện chủ Hoan Hỉ quay người lại, thê lương hét to, đổ nhào về phía hắn. Đột nhiên, sát ý đỉnh điểm ẩn chứa trong cơ thể nàng bộc phát, xé nàng thành vô số mảnh. Điện chủ Hoan Hỉ ngã xuống, 72 điện chủ của Jila Cung, lại mất thêm một người. Thương thế của Thương quân cực kỳ nặng. Thần thông bất dịch của Giang Bạch Khuê không hoàn mỹ, tình huống mới nãy quá cấp bách, dường như Giang Bạch Khuê và điện chủ Hoan Hỉ cùng đánh trúng hắn, khiến hắn rơi vào trạng thái bất dịch. Thương quân rơi vào trạng thái bất dịch và đòn đánh trước khi chết kia của điện chủ Hoan Hỉ, khiến cho thương thế của Thương quân càng thêm khó giải quyết. Thương quân liên tục lặp lại quá trình bị điện chủ Hoan Hỉ giết chết, khiến Giang Bạch Khuê nhíu mày, chuyện này phải cần nhị sư huynh ra tay mới có thể giải quyết được. Hắn nói với Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn cũng bó tay trước thương thế của Thương quân. Chỉ đành nói, nếu như Lăng Thiên Tôn ở đây, vậy thì đơn giản hơn nhiều, nàng nhớ tới Lăng Thiên Tôn, không khỏi buồn bã. Lăng Thiên Tôn đã biến mất rất lâu rồi. Nàng từng hỏi Tần Mục chỉ nói với nàng rằng Lăng Thiên Tôn quay về vũ trụ quá khứ, chẳng qua nàng không biết Tần Mục có đang nói dối hay không. Tần Mục cũng từng nói què ra ra của hắn quay về vũ trụ quá khứ, sau đó còn nói phu thê Vân Thiên Tôn ẩn cư, nhưng thật ra mọi người đều biết bọn họ đều đã qua đời. Tần Mục còn nói thật ra Khai Hoàng Tần Nghiệp chưa chết. 42 năm sau sẽ xuất hiện trên kim thuyền độ thế. Tin tức này cũng cổ vũ rất nhiều người, thế nhưng kỳ hạn 42 năm đã tới gần, song Khai Hoàng Tần Nghiệp vẫn chưa xuất hiện. Lăng, liệu rằng ngươi còn sống sót hay không? Nguyệt Thiên Tôn ổn định lại cảm xúc, thôi thúc thần thông giấu Thương quân vào sâu trong không gian, sau đó cùng Giang Bạch Khuê lao về phía Hạo Thiên Đế. Thương thế của nàng và Giang Bạch Khuê cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trước khi Thương quân tới, việc ngăn cản điện chủ Hoan Hỉ do bọn họ phụ trách, đương nhiên khỏi phải nhắc đến sự cường đại của điện chủ Jila Cung.
khiến bọn họ bị trọng thương cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng hiện giờ chiến thắng đang ở ngay trước mắt, chỉ cần diệt trừ được Hạo Thiên Đế, vậy thì không một ai còn có thể chủ trì việc giáng xuống của người thành đạo Di La Cung. Thời điểm bọn họ đang chạy về phương hướng của Hạo Thiên Đế, đột nhiên một làn sóng dao động đáng ngờ ập đến, khiến khóe mắt của Nguyệt Thiên Tôn và Giang Bạch Khuê giật liên hồi, không thể không nhìn về phía nơi phát ra dao động. Bên trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, người thành đạo đầu tiên đã giáng xuống. Mà bên ngoài thành Ngọc Kinh, xung quanh nơi bọn họ giao chiến vẫn còn người thành đạo đang giáng xuống, nhưng cách lúc hoàn toàn giáng xuống còn cần mấy đến thời gian mấy ngày. Hai người vẫn luôn chú ý tới kế hoạch giáng xuống bên ngoài thành Ngọc Kinh, thế nhưng lại không ngờ rằng Di La Cung vẫn còn một kế hoạch khác, mà quan sát từ ánh sáng của đạo quang và dao động kia, chắc hẳn là điện chủ của Di La Cung. Bởi vì phía sau đạo quang kia là một gốc đạo thụ cực kỳ khổng lồ, trên đạo thụ là ba đạo quả. Vẫn còn cơ hội. Nguyệt Thiên Tôn lập tức lao về phía trước, Giang Bạch Khuê chợt ngăn cản nàng, lắc đầu nói, Nguyệt Thiên Tôn, rút lui thôi. Nguyệt Thiên Tôn nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu. Giang Bạch Khuê lắc đầu nói, không kịp nữa rồi. Di La Cung để điện chủ hoan hỉ, Hạo Thiên Đế và Đế Hậu trấn thủ bên ngoài thành Ngọc Kinh, mà bên ngoài thành cũng có người thành đạo giáng xuống, có ý đồ quấy nhiễu tầm mắt của chúng ta, khiến chúng ta tưởng rằng không thể giáng xuống bên trong thành Ngọc Kinh, giữ chân chúng ta ở nơi này. Điện chủ hoan hỉ, Hạo Thiên Đế và Đế Hậu chỉ là quân tốt thí. Nếu như ta đoán không lầm, điện chủ giáng xuống trong thành Ngọc Kinh còn giáng xuống sớm hơn bên ngoài thành, hơn nữa lần này không chỉ có một vị điện chủ. Hắn vừa dứt lời, một làn sóng dao động khác lại ập đến, từng cột sáng xuyên thẳng lên trời cao, khuấy động không trung tổ đình, khiến quần tinh hỗn loạn, vị điện chủ thứ hai đã giáng xuống. Lúc này đây, Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đã tiến vào bên trong thành Ngọc Kinh, thấy vậy bèn vội vàng dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn những cột sáng kia. Mặt mày Lam Ngự Điền xám như cho tàn, Hư Sinh Hoa cũng lộ ra biểu cảm tuyệt vọng. Vốn dĩ bọn họ định tới trợ giúp đám người U Thiên Tôn giết chết Hạo Thiên Đế, thế nhưng khi nhìn thấy vị điện chủ đầu tiên giáng xuống, hai người lại lập tức đổi hướng xông vào trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, định quyết chiến sinh tử với vị điện chủ kia một phen. Thế nhưng sự xuất hiện của vị điện chủ thứ hai lại khiến cho tất cả kế hoạch của bọn họ đổ sông đổ bể. Đi thôi. Hư Sinh Hoa quay người, rời khỏi thành Ngọc Kinh. Lam Ngự Điền gọi hắn lại, hoang mang hỏi, Hư Huynh, đi đâu đây? Hư Sinh Hoa đã khôi phục lại biểu cảm thường ngày, nói, quay về nguyên giới. Chúng ta đã không thể ngăn cản việc Di La Cung giáng xuống nữa rồi. Trong trận chiến này, chúng ta không hề có chút phần thắng nào. Bây giờ quay về nguyên giới, di rời Diên Khang tới không gian hỗn loạn, may ra còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Thật sự còn cơ hội Đông Sơn tái khởi sao? Lam Ngự Điền hét lớn, ngươi xem lại tương tâm của mình rồi nói cho ta biết, ngươi thật sự tin điều này đi. Hư Sinh Hoa im lặng. Đột nhiên, vài cột sáng khác lại xuất hiện, xuyên thủng tầng mây bên ngoài bầu trời. Hư Sinh Hoa không thèm quay đầu lại, cất bước rời đi, ta chỉ biết ở lại nơi đây sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Lam Ngự Điền, đi theo ta, chí ít chúng ta còn có thể bảo vệ được Diên Khang. Lam Ngự Điền do dự chốc lát, sau đó đi theo hắn. Hai người chạy thẳng đến nơi Hạo Thiên Đế thành đạo. Hư Sinh Hoa hét lớn, U Thiên Tôn, Lãng Uyển, Nhị Đế Huyền Vũ, đại thế đã mất, quay về Diên Khang thôi. U Thiên Tôn sửng sốt, đại thế đã mất. Ngọn lửa giận dữ bốc lên từ trong lồng ngực hắn, khiến hắn phẫn nộ quát lên, ai nói đại thế đã mất? Bao nhiêu nhân tài của chúng ta ngã xuống mới đổi lấy được ưu thế của hiện tại, mới đánh đến Thiên Đình, mới đánh đến thành Ngọc Kinh, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể giành thắng lợi hoàn toàn. Sao mà đại thế đã mất rồi? Bên trong mi tâm của Hạo Thiên Đế, ba tòa bảo điện bay ra. Hắn lạnh lùng nói, u, ngươi chưa nhìn ra sao? Điện chủ giáng xuống, quả thật đại thế của các ngươi đã mất rồi. Đạo uy phát ra từ những tòa bảo điện kia bùng nổ, chấn áp về phía U Thiên Tôn, Lãng Uyển và Nhị Đế Huyền Vũ. Tuy rằng uy năng của bảo điện khi ở trong tay Hạo Thiên Đế vô cùng cường đại, thế nhưng cũng chỉ có thể coi là một món vũ khí không tệ, căn bản không thể phát huy được uy năng như hiện giờ. Ba tòa bảo điện bây giờ hệt như ba thần chỉ sừng sững vạn kiếp bất diệt, đứng trong đại kiếp hủy diệt, vĩnh viễn không sụp đổ. Uy năng của bảo điện bộc phát. Luồng uy năng này còn chưa đè ép lên cơ thể đám người Nguyệt Thiên Tôn, bọn họ đã liên tục hộc máu. Bên trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, ba bóng người cao lớn cất bước, mà ba tòa đại điện kia chính là thành tựu đại đạo chí cao của bọn họ. Nguyệt Thiên Tôn, Giang Bạch Khuê, Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền vội vàng ra tay, mỗi người cứu lấy một người rồi rút lui. Từng vầng sáng phía sau ba vị điện chủ di chuyển, bảo điện bay tới, mọi người lập tức chỉ cảm thấy không gian bốn phía xung quanh hoàn toàn đông cứng lại, ngay cả Nguyệt Thiên Tôn cũng không thể điều động tái cực hư không để bóp méo không gian. Bọn họ đều đã bị thương, cho nên khó lòng chống lại được ba vị điện chủ này. Mọi người thân bất do kỷ, đồng loạt rơi về phía vầng sáng phía sau đầu của ba vị điện chủ. Nguyệt Thiên Tôn liều mạng dãy giụa, cố gắng thôi thúc thần thông, giúp mọi người thoát thân, thế nhưng pháp lực của ba vị điện chủ kia lập tức chấn áp thần thông của nàng, khiến nàng không khỏi sinh ra cảm giác bất lực và tuyệt vọng từ tận đáy lòng.
một vị điện chủ thì bọn họ còn có thể đối phó được, thế nhưng lần này xuất hiện những ba vị điện chủ, bọn họ chỉ có thể mặc cho bị trấn áp. Hạo đạo hữu, các ngươi làm tốt lắm. Một vị điện chủ trong đó nhìn về phía Hạo Thiên Đế, vuốt cằm nói, ngươi thu hút sự chú ý của bọn họ, giúp việc bọn ta giáng xuống trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hạo Thiên Đế tiếp tục lạc ấn hư không, khom người nói, không dám tranh công. Trong trận chiến này, toàn quân dưới trướng của ta đều bị diệt sạch, ngay cả mẫu thân của ta cũng ngã xuống trong trận chiến này. Nếu như nói đến công lao, vậy thì phải là công lao của bọn họ và điện chủ Hoan Hỉ mới đúng. Một vị điện chủ khác buồn bã nói, điện chủ Hoan Hỉ cũng gặp nạn rồi sao? Xin nén bi thương. Ba vị điện chủ chậm rãi nói, hy sinh cho Di La Cung, dâng hiến tính mạng vì quan niệm của sư phụ là đáng giá. Hoan Hỉ đạo hữu biết đại kế đã thành, nhất định cũng sẽ rất vui mừng. Có chúng ta ở đây, công tử có thể giáng xuống rồi. Thế nhưng chúng ta cần nhiều tế phẩm hơn. Ba vị điện chủ đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám người Nguyệt Thiên Tôn và Hư Sinh Hoa đang dãy giụa. Công tử giáng xuống không phải là chuyện nhỏ, năng lượng cần cho việc hoán đổi chất năng cực kỳ đáng sợ. Trước đây, Vô Nhai lão nhân âm thầm đánh cắp năng lượng huyết tế, đừng nói là công tử giáng xuống, ngay cả người thành đạo bình thường giáng xuống cũng đã là một việc vô cùng khó khăn. May mà Thiên Đình thảo phạt nguyên giới, khiến đại chiến liên tiếp nổ ra, lúc này điện chủ Hoan Hỉ, điện chủ Sở Ca và điện chủ Trường Phong mới có thể giáng xuống, song lại bị Tần Mục và Thương Quân giết mất hai người. Hiện giờ Vô Nhai lão nhân bị trọng thương, không còn ai có thể cướp đoạt năng lượng huyết tế. Thái Dịch cũng bị trọng thương, không còn ai có thể ngăn cản công tử của Di La Cung giáng xuống. Đợi đến khi hai vị công tử giáng xuống, bọn họ có thể kéo theo toàn bộ Di La Cung, giúp cho Di La Cung chân chính xuất hiện trong vũ trụ này. Bạn đang xem Mục Thần Ký tại kênh YouTube Recap Phim. Ba vị điện chủ đang định ra tay giết chết đám người Nguyệt Thiên Tôn, đột nhiên kim thuyền độ thế bay từ đâu tới, cũng bị vầng sáng của bọn họ bắt lấy. Ba vị điện chủ cùng nhíu mày. Đương nhiên bọn họ biết đến kim thuyền độ thế, mặc dù chưa từng leo lên chiếc thuyền này, thế nhưng nó vẫn luôn neo đậu bên ngoài Di La Cung, đã bị tàn phá vô cùng nặng nề. Lúc đi qua chiếc thuyền này, bọn họ cũng từng đánh giá nó vài lần. Mà nay chiếc kim thuyền này lại sáng bóng như mới, vẻ đổ nát xưa kia đã biến mất. Nếu như dùng nó để hiến tế, vậy thì năng lượng chắc chắn sẽ vô cùng khổng lồ. Thế nhưng kim thuyền độ thế lại là bảo vật của chủ nhân Di La Cung, điều này khiến bọn họ không dám ra tay với chiếc kim thuyền này. Lấy lại chiếc kim thuyền này đi. Điện chủ Phượng Hoàng nói, chiếc thuyền này bị thất công tử đánh cắp, hiện giờ cũng nên quay về Di La Cung rồi. Điện chủ Chiêu Dương đứng ở bên cạnh vung tay lên, đạo quả sau đầu bay ra, lơ lửng phía trên kim thuyền độ thế. Từng sợi đạo liên vươn ra khỏi đạo quả, khóa chặt lấy chiếc kim thuyền này, kéo nó về phía đạo thụ. Dễ đạo thụ của điện chủ Chiêu Dương uốn lượn hệt như từng sợi dây xích, lôi chiếc kim thuyền độ thế này tới bên cạnh đạo thụ. Hai vị sư huynh, chủ trì đại điển huyết tế thôi. Điện chủ Chiêu Dương nói. Điện chủ Phượng Hoàng và điện chủ Hợp Hoan nhìn sau một cái, sau đó nói với đám người Nguyệt Thiên Tôn, chư vị đạo hữu, không phải là bọn ta khát máu thành tính, mà là bọn ta vạn bất đắc dĩ mà thôi. Di La Cung của bọn ta giáng xuống không phải để hủy diệt kỷ nguyên thứ 17, mà là để cứu được thêm nhiều người hơn. Chư vị ngăn cản bọn ta, tương lại đại kiếp hủy diệt ập đến, kỷ nguyên thứ 17 sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nguyệt Thiên Tôn nghiến răng, khóe miệng trào máu, lạnh lùng nói, kỷ nguyên thứ 17 không cần đến sự giúp đỡ của các ngươi. Bọn ta có thể tự cứu chính mình. Các ngươi có biết vì để giáng xuống, kỷ nguyên thứ 17 đã hứng chịu bao nhiêu kiếp nạn không? Biết bao người đã chết không? Đây là sự hy sinh cần thiết. Điện chủ Phượng Hoàng buồn bã nói, vì tương lai có nhiều người có thể sống sót hơn, chúng ta buộc phải chấp nhận những hy sinh này. Lam Ngự Điền cố gắng dãy giụa, cười ha hả, nếu như Di La Cung không cứu được kỷ nguyên thứ 17 thì sao? Vậy thì tiến tới kỷ nguyên thứ 18. Điện chủ Chiêu Dương trầm giọng nói, sớm muộn cũng có một ngày. Bọn ta sẽ tìm ra được cách cứu lấy tất cả mọi người. Hạng người mục nát. U Thiên Tôn mắng mỏ. Điện chủ Chiêu Dương không thèm để ý, chỉ cảm thấy kim thuyền độ thế đang dần phản kháng lại hắn, mà sức phản kháng cũng càng ngày càng mạnh. Hắn vội vàng nói, hai vị sư huynh, đừng nhiều lời với bọn chúng làm gì. Bọn chúng ngu xuẩn mất khôn, chấp mê bất ngộ, tốt nhất là hoàn thành việc huyết tế càng sớm càng tốt. Sức phản kháng của kim thuyền độ thế ngày càng mãnh liệt hơn khiến hắn có chút bất an. Điện chủ Hợp Hoan và điện chủ Phượng Hoàng nhanh chóng thôi thúc đạo quả của mình. Đạo liên bên trong đạo quả giao thoa đan xen với nhau, bố trí một đại trận huyết tế. Hai vị điện chủ cùng khởi động đại trận huyết tế, việc huyết tế lập tức được bắt đầu. Hạo Thiên Đế thấy vậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ, cuối cùng những tên phản tặc này cũng xa lưới. Đáng tiếc, lại để tên phản tặc Mục Thiên Tôn này chạy thoát. Thế nhưng hắn cũng chẳng nhảy nhót thêm được bao lâu nữa. Đột nhiên, một đường kiếm quang kinh hãi thế tục bắn ra khỏi kim thuyền độ thế. Xuyên thủng mi tâm của điện chủ Chiêu Dương. Đường kiếm quang kia bắn ra từ sau óc của điện chủ Chiêu Dương, sau đó lập tức xuyên qua đạo quả của điện chủ Hợp Hoan và điện chủ Phượng Hoàng, phá hủy đại trận huyết tế này.
bên trên kim thuyền độ thế, một bóng dáng mơ hồ bước ra, sau đó dần dần trở nên rõ nét, trông hệt như bước từ hư ảo đến hiện thực. Thất công tử nói với ta, Di La cung sớm đã thối nát. Gương mặt của người kia ngày một rõ nét, giọng nói cùng càng ngày càng hùng hồn. Kỷ nguyên thứ 17 không cần đám sâu mọt các ngươi. Keng keng keng. Tiếng kiếm vang lên, một đường kiếm quang đáp xuống lòng bàn tay của hắn. Đại La Thiên, lên. Ầm. Trên bầu trời, trung cực hư không xuất hiện, Đại La Thiên kiếm đạo tái sinh, giáng xuống từ trên trời. Đám người Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền lập tức nắm lấy cơ hội thoát thân. Bọn họ lần lượt đáp xuống kim thuyền độ thế, kích động nhìn nam tử trung niên xuất hiện ở mũi thuyền kia. Kỳ hạn 42 năm đã đến, cuối cùng Khai Hoàng Tần Nghiệp cũng xuất hiện bên trên kim thuyền độ thế. Khai Hoàng Tần Nghiệp đứng ở mũi thuyền. Sau lưng hắn, Đại La Thiên kiếm đạo lại xuất hiện, hiện lên với phong thái kiếm đạo càng thêm nguy nga tráng lệ. Bên trong Đại La Thiên kiếm đạo, ngàn vạn kiếm quang hội tụ, hình thành nên đạo thụ kiếm đạo. Tốc độ hình thành Đại La Thiên này khiến cho Hạo Thiên Đế phải trợn trừng mắt. Hắn và Khai Hoàng Tần Nghiệp giống nhau, Đại La Thiên bị hủy, đạo thụ bị diệt. Thời điểm Vân Thiên Tôn giết chết phân thân của nhị công tử, Đại La Thiên và đạo thụ của hắn cũng bị Vân Thiên Tôn hủy diệt. Nếu như hắn muốn tu lại Đại La Thiên một lần nữa, dùng sức mạnh thành đạo, vậy thì hắn phải không ngừng rèn luyện, dùng sức mạnh của mình để lạc ấn hư không, mà việc này cần có thời gian. Từ đó đến nay, hắn đã tốn biết bao nhiêu thời gian, song Đại La Thiên thứ hai vẫn chưa tu thành. Trong khi đó Khai Hoàng bị tứ công tử Tử Tiêu hủy diệt tất cả, chỉ còn lại đạo hoa bay vào trong kim thuyền độ thế. Theo lý mà nói, cho dù Khai Hoàng sống lại, tu thành Đại La Thiên một lần nữa thì tốc độ phải chậm hơn hắn mới đúng. Thế nhưng thời điểm xuất hiện một lần nữa, Khai Hoàng đã tu thành đạo cảnh 36 trọng thiên, lạc ấn hư không, lại tu thành Đại La Thiên kiếm đạo, tốc độ nhanh đến mức khiến hắn nghẹn họng chân chối, không thể theo kịp. Mà điều quan trọng là, chẳng phải Khai Hoàng đã chết rồi sao? Sợi dây đàn của tứ công tử Tử Tiêu là do Hạo Thiên Đế đích thân tự mình vượt qua dòng sông hỗn độn bên trong thành Ngọc Kinh để kéo tới, buộc lên thần khí tạo hóa. Trong trận chiến U Đô, hắn chuẩn bị dùng sợi dây đàn này để tiêu diệt tất cả đối thủ cùng một lúc, mà mục tiêu lớn nhất của hắn chính là giết chết Lăng Thiên Tôn. Cuối cùng, Khai Hoàng Tần Nghiệp giúp Lăng Thiên Tôn ngăn cản uy năng của sợi dây đàn này, chết thay cho Lăng Thiên Tôn. Cho dù Khai Hoàng Tần Nghiệp có thể giữ lại được đạo hoa, song cũng không thể nào có chuyện hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy. Hạo Thiên Đế tận mặt nhìn thấy Khai Hoàng Tần Nghiệp ngã xuống ngay trước mặt hắn, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì. Người mà tứ công tử Tử Tiêu giết chết tuyệt đối không có khả năng sống lại. Vậy thì rốt cuộc Khai Hoàng Tần Nghiệp sống lại như thế nào? Ai có thể cứu hắn ngay dưới thần thông của tứ công tử Tử Tiêu, hơn nữa còn đưa hắn đến ngày hôm nay sau 42 năm? Hạo Thiên Đế không khỏi dùng mình một cái, trước mắt xuất hiện bóng dáng của Tần Mục, như thể hắn chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cơ thể oai phong lẫm liệt và nụ cười chế nhạo như nhìn một con rối trên gương mặt của Tần Mục. Thất công tử Tần Mục, hắn thao túng tất cả mọi chuyện trong bóng tối. Hạo Thiên Đế lại dùng mình thêm mấy cái, sinh ra cảm giác sởn hết tóc gáy. Thất công tử Tần Mục cứu được Khai Hoàng Tần Nghiệp ngay dưới mí mắt của tứ công tử Tử Tiêu, thậm chí tứ công tử còn không hề phát hiện ra, chứng tỏ sau khi quay trở về quá khứ, trình độ trên phương diện thực lực tu vi và thần thông của Tần Mục đã vượt trên cả tứ công tử. Trận chiến U Đô năm đó, nhìn thì có vẻ là Thiên Đình giành thắng lợi, mặc dù tứ công tử Tử Tiêu không giáng xuống, chỉ dựa vào một sợi dây đàn điều khiển hướng đi tương lai của kỷ nguyên thứ 17. Có điều, thất công tử Tần Mục đã âm thầm tính kế tứ công tử, hơn nữa còn chiếm được thế thượng phong. Hắn có thể nhìn ra được điều này từ xu thế sau đó của kỷ nguyên thứ 17. Sau khi chiếm được U Đô, Thiên Đình thống nhất chư thiên vạn giới, thanh thế đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có, hơn nữa còn giấy binh chinh phạt nguyên giới. Trong trận chiến đó, Thiên Đình mất đi kho lương thực là Nam Thiên đầu tiên, sau đó lại mất đi địa sư trong trận chiến Vô Ưu Hương, ngoài ra còn liên tiếp thất bại trên các chiến trường khác như Tây Thổ, Bắc Cương và Nam Hải, cuối cùng hoàn toàn thất bại ở thung lũng Lam Phong. Từ đó về sau, Thiên Đình không gượng dậy nổi, mất đi Huyền Đô và U Đô, chạy trốn về Tổ Đình. Mà nay, tất cả thế lực của Thiên Đình đều đồng loạt tan rã. Ngoài mặt, đây là cuộc chiến giữa Thiên Đình và Diên Khang. Thế nhưng thật ra đây lại là ván cờ giữa thất công tử và tam công tử tứ công tử. Tam công tử và tứ công tử không hề biết gì về tương lai, mà thất công tử Tần Mục lại biết rõ những chuyện xảy ra trong tương lai. Bởi vậy thất công tử Tần Mục sớm đã làm tốt công tác chuẩn bị, gây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Thời điểm một loạt suy nghĩ trong đầu hắn nườm nượp kéo đến, Đại La Thiên và đạo thụ của Khai Hoàng đã tái sinh, kiếm đạo ngưng tụ cao độ, hóa thành đạo hoa. Đạo hoa xoay tròn, kết thành đạo quả. Đạo quả của hắn xoay tròn, kiếm đạo giao thao đan xen với nhau hệt như những viên gạch ngói và những tấm bình phong, hình thành nên một tòa kiếm đạo thánh điện ngay trong Đại La Thiên. Kiếm đạo thánh điện nhanh chóng thành hình, khiến sắc mặt của ba vị điện chủ là Hợp Hoan, Phượng Hoàng và Chiêu Dương tối sầm lại. Mi tâm của điện chủ Chiêu Dương xuất hiện một lỗ thủng xuyên từ trước ra sau.
đó là vết thương do nhát kiếm kia của Khai Hoàng gây nên cho hắn. Bên trong nhát kiếm đó, uy lực của kiếm đạo đang không ngừng khuếch đại, phá hoại chức năng nhục thân, nguyên thần và đại đạo của hắn. Với những người thành đạo nhờ đạo cảnh sẽ được chia thành 36 trọng thiên, sau khi đạt đến đạo cảnh 36 trọng thiên, thì có thể lạc ấn trung cực hư không, mà 36 trọng thiên chính là Đại La Thiên. Nếu như đạo cảnh còn có thể tiến thêm một bước, tu thành trọng thiên thứ 37, vậy thì đó chính là đạo thụ. Nếu như người thành đạo có lĩnh ngộ bất phàm, vậy thì có thể tu thành trọng thiên thứ 38, đó chính là đạo hoa. Nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, vậy thì sẽ là 39 trọng thiên, tu thành đạo quả. Nếu như người thành đạo đạo cảnh tu luyện đến bước này, vậy thì phía trước sẽ không còn đường, đã đạt đến đỉnh điểm. Mà đây chính là con đường tu hành của người thành đạo xuyên suốt 16 kỷ nguyên vũ trụ, trong quá khứ. Thế nhưng nhát kiếm tạo thành vết thương này cho hắn của Khai Hoàng lại chứa đựng đạo cảnh 40 trọng thiên, khiến hắn không thể không dốc toàn lực điều động tu vi để áp chế đạo thương của kiếm đạo. Trọng thiên thứ 40 của đạo cảnh chính là đạo cảnh, mà chỉ có những cường giả cổ xưa của Di La Cung hay Thành Thiên Đô mới có thể tu thành. Di La Cung có 72 người tu thành trọng thiên thứ 40, mà 72 người này chính là 72 điện chủ. Thành Thiên Đô có 36 người, được gọi là 36 người khai thiên, năm đó đã từng khai sinh ra vũ trụ kỷ nguyên thứ 7 cùng với chủ nhân Thiên Đô. Tu thành trọng thiên thứ 40 của đạo cảnh, cũng tức là vượt ra khỏi phạm trù của đạo thụ, đại đạo đạt đến giới hạn, hình thành nên bảo điện. Thật ra bảo điện của 36 người khai thiên thuộc Thành Thiên Đô, cũng là học tập theo Di La Cung. Trọng thiên thứ 40 của đạo cảnh là do chủ nhân Di La Cung khai sáng, dùng để thoát khỏi cạm bẫy do mô phỏng theo đạo thụ, hình thành nên một đại điện vĩnh hằng. Thành Thiên Đô và Di La Cung đã từng có một thời gian chung sống hòa bình với nhau, hai bên đều dốc sức vì tương lai của vũ trụ, cuối cùng đến kỷ nguyên thứ 7 mới mỗi người một ngả, như nước với lửa. Hiển nhiên không phải là Khai Hoàng, không làm được gì trong suốt 42 năm mất tích này. Kiếm đạo của hắn đã tiến thêm 3 bước. Mặc dù Khai Hoàng của năm đó đã tu thành Đại La Thiên kiếm đạo, luyện thành đạo thụ đạo hoa, thế nhưng kiến thức của hắn về trọng thiên thứ 37 và 38 của đạo cảnh lại quá nửa vời. Không hiểu chút gì để vận dụng, bởi vậy trước mặt hắn không hề còn con đường nào. Hắn từ không sinh có, là người làm được đến bước đạo cảnh thành đạo đầu tiên. Hắn là người khai sáng cho con đường đạo cảnh thành đạo của kỷ nguyên thứ 17. Mà hiện giờ, Khai Hoàng còn tu luyện đến trọng thiên thứ 40 của đạo cảnh, cùng một cảnh giới với 72 điện chủ của Di La Cung. Trong những năm mất tích, rất nhiều chuyện đã xảy ra với cái kẻ được sinh ra ở kỷ nguyên thứ 17 này. Ba vị điện chủ không hẹn mà có cùng một suy nghĩ. Bọn họ không hề biết rằng, Khai Hoàng Tần Nghiệp đã từng tới Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, vượt qua 16 dòng sông hỗn độn, gặp mặt Thất Công Tử Tần Mục trong hỗn độn điện bên cạnh Di La Cung. Hắn đã nói chuyện rất lâu với Thất Công Tử Tần Mục bên trong hỗn độn điện. Có lẽ vào lúc đó, hắn đã nhận được chỉ điểm của Thất Công Tử Tần Mục, lĩnh ngộ ra kiếm đạo cao thâm hơn, cho đến khi xuất hiện lại sau 42 năm, tu vi thực lực của hắn mới tiến bộ tới mức khiến người ta phải kinh ngạc. Hai vị điện chủ là Phượng Hoàng và Hợp Hoan nhìn nhau, bước đến phía sau lưng điện chủ Chiêu Dương. Hai người nhìn cái đầu bị xuyên thủng của điện chủ Chiêu Dương một cái, sau đó nhíu mày. Thương thế của điện chủ Chiêu Dương rất nghiêm trọng. Sự xuất hiện của Khai Hoàng Tần Nghiệp khiến bọn họ không kịp trở tay. Điện chủ Phượng Hoàng và điện chủ Hợp Hoan bị phá hủy mất một đạo quả, mi tâm của điện chủ Chiêu Dương xuất hiện kiếm thương, điều này khiến cho thực lực tu vi của hắn gặp phải hạn chế lớn. Đạo huynh có thể tu thành bảo điện, tính ra cũng có duyên với Di La Cung. Điện chủ Phượng Hoàng khách khí nói, ngươi là Khai Hoàng Tần Nghiệp sao? Bản lĩnh của ngươi phi phàm, không hẹn mà hợp với đại đạo của Di La Cung. Ta thấy ngươi cũng nhận được truyền thừa đạo pháp của Di La Cung, nhất mạch tương truyền với Di La Cung. Nếu đã như vậy, chi bằng bỏ ta theo chính, cùng nhau làm việc lớn. Tương lai Di La Cung giáng xuống, đạo hữu sẽ là một trong 72 điện chủ. Hắn vừa dứt lời, tổ đình chợt ầm ầm chấn động. Điện chủ Phượng Hoàng nhíu mày, nhìn về nơi sinh ra chấn động, chỉ thấy phía xa xăm, mặt đất không ngừng nứt ra, tựa như đang hình thành nên vách đá khổng lồ nối liền trời đất. Hơn nữa còn càng ngày càng cao, chạm đến cả bên ngoài bầu trời. Ba vị điện chủ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điện chủ Phượng Hoàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, đạo hữu, mặc dù ngươi đã có thể tự xưng là điện chủ, thế nhưng so với bọn ta thì vẫn còn kém đôi chút. Không nói đến mấy chục vị điện chủ, và hàng chục ngàn người thành đạo đang chờ giáng xuống của Di La Cung, chỉ nói đến ba người bọn ta, có ai mà không trải qua hàng tỷ năm tu luyện. Bọn ta vượt qua biết bao lần gột rửa và rèn luyện của đại kiếp hủy diệt, cho dù bị phá hủy mất mấy đạo quả. Ảnh hưởng đến thực lực của bọn ta cũng chẳng lớn lắm. Trong lúc nói chuyện, chấn động của tổ đình càng trở nên dữ dội hơn. Điện chủ Phượng Hoàng không nhịn được, mà nhìn về phía bức tường đá mọc lên giữa trời và đất kia, chỉ thấy núi sông trong đó nhô cao, biển cả mở rộng, nối liền từ bắc đến nam của tổ đình, hơn nữa chiều cao của vách đá đó đã vượt qua cả chiều cao của cây thế giới bên trong tổ đình, trông vô cùng nguy nga tráng lệ. Hai vị điện chủ khác cũng chú ý đến cảnh tượng này, không nhịn được mà cùng nhìn qua đó.
Bên trên kim thuyền độ thế, đám người Nguyệt Thiên Tôn và Hư Sinh Hoa đồng loạt quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Vách đá đó trông vô cùng tráng lệ. Mà thứ càng tráng lệ hơn, chính là địa hình sông núi trên vách đá kia đang không ngừng tự phát sinh biến hóa, có khuynh hướng thay đổi hệt như phù văn, thậm chí còn xuất hiện hình ảnh một loạt chuỗi đạo văn và đạo liên cực kỳ diễm lệ. Chắc chắn việc này không tự nhiên hình thành, mà là có người dùng pháp lực gấp tổ đình từ phía đông sang phía tây, bóp méo không gian. Lam Ngự Điền và U Thiên Tôn lập tức nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn lắc đầu, nói nhỏ, ta không làm được. Pháp lực của ta không đủ, hơn nữa thay đổi địa hình thành phù văn, đạo văn hay đạo liên gì đó, căn cơ kiến thức của ta vốn cũng không đủ. Nàng nhìn về phía Khai Hoàng Tần Nghiệp, lộ ra vẻ nghi ngờ. Khai Hoàng Tần Nghiệp vừa mới xuất hiện lại, chẳng lẽ hắn đã có được tu vi pháp lực khủng bố và tầm nhìn kiến thức như vậy, rồi sao? Thế nhưng nếu là hắn làm, vậy thì hắn gấp tổ đình lại làm gì? Ta tới gặp Thất Công Tử, Thất Công Tử nói với ta một số chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, mà chuyện thứ nhất là ta sẽ chết. Khai Hoàng Tần Nghiệp dùng một tay giữ kiếm quang, sau đó nhìn về phía ba vị điện chủ đứng trước kim thuyền độ thế rồi thản nhiên nói, chuyện thứ hai là tổ đình sẽ bại trận. Chuyện thứ ba là ta sẽ xuất hiện sau 42 năm, chứng kiến một thay đổi ngoạn mục nhất lồng giam tổ đình. Ba vị điện chủ không hiểu lắm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Lồng giam tổ đình. Điện chủ Chiêu Dương khàn giọng nói, xin hỏi đạo hữu, lồng giam tổ đình là gì? Thất Công Tử nói, sau khi quay về từ vùng phế tích, hắn chợt nảy ra ý tưởng, bèn xây dựng một lồng giam tổ đình, phong ấn tổ đình lại. Vô Nhai lão nhân và Di La Cung cũng bị phong ấn trong lồng giam, cách biệt với thế giới bên ngoài. Khai Hoàng Tần Nghiệp lắc kiếm quang, nói, mà bọn ta cũng sẽ ở trong lồng, tử chiến với hai thế lực là Di La Cung và Vô Nhai lão nhân. Bây giờ là bức tường thứ nhất, chẳng mấy chốc bức tường thứ hai, thứ ba và thứ tư sẽ xuất hiện, hoàn toàn phong ấn tổ đình. Bên ngoài bầu trời tổ đình, đại quân Diên Khang và chư thiên vạn giới đều đang rút lui một cách có trật tự, chỉ còn lại đám người Diên Phong Đế, Linh Dục Tú và trưởng thôn ở lại sau cùng. Đợi đến khi nhóm tướng sĩ cuối cùng rút lui, bọn họ mới rời đi. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy một bức tường khổng lồ. Bức tường này dựng thẳng lên từ phía đông của tổ đình, độ cao vô cùng đáng kinh ngạc, chiếu rộng cũng khiến người ta phải sửng sốt. Thứ này tuyệt đối không thể gọi là tường, mà là giống một vách trời hơn. Địa hình sông núi bên trên bức tường này đang không ngừng thay đổi. Đó là do có người dùng pháp lực khổng lồ thay đổi hướng địa hình, khiến vách trời này biến thành một phong ấn cực lớn. Thú giới. Long Kỳ Lân đột nhiên thất thanh nói, thú giới cũng bị gấp lại rồi. Yên Nhi đứng ở bên cạnh hắn, dõi mắt trông xa, chỉ thấy thứ gấp tổ đình lại không chỉ đơn thuần là thần thông không gian. Nếu như chỉ đơn thuần là thần thông không gian, vậy thì thú giới sẽ không bị gấp lại. Mà đây là pháp lực khổng lồ chân chính đang cưỡng chế gấp tổ đình lại, khiến cho mặt sau của tổ đình là thú giới xuất hiện. Thú giới bị phong ấn từ rất sớm. Ngay từ khi thời đại Long Hán còn chưa đến, Thái Sơ Thiên Đế cổ thần đã chỉ huy tất cả cổ thần và cường giả bán thần khắp thiên hạ dùng mặt sau của chư thiên vạn giới để phong ấn tổ đình, khiến tổ đình cách biệt với chư thiên vạn giới. Sau này, khi Tần Mục và 10 thiên tôn tới đây, phá giải phong ấn tổ đình, song lại không phá giải hoàn toàn, khiến mặt sau của chư thiên vạn giới vẫn nằm trong phong ấn, trở thành thú giới. Thời điểm vách trời này dựng lên, Long Kỳ Lân lập tức cảm ứng được phong ấn do chư thần để lại từ thời đại Thái Cổ, liên tục bị phá vỡ, mà phong ấn của thú giới cũng lập tức đứt gãy mất 1/4. Hắn là chủ nhân mới của thú giới, cho nên cực kỳ nhạy bén với mọi sự thay đổi của thú giới. Thú giới ở mặt sau tổ đình là vùng đất phồn thịnh nhất chư thiên vạn giới, giờ đây đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, khiến hắn luống cuống tay chân, không biết phải làm sao cho phải. Bức tường kia vẫn đang không ngừng nhô lên, không ngừng thay đổi, vượt qua cây thế giới, chạm đến bên ngoài bầu trời. Tư bà vội vàng đánh gãy cây cầu linh năng đối thiên, thông đến Diên Khang bên cạnh mình, hét lớn, bạo động nguyên tử, dừng việc đối thiên. Nàng lập tức bay đến những cây cầu linh năng đối thiên khác. Đám người Diên Phong Đế, Linh Dục Tú và trưởng thôn cũng tiến lên phía trước, khiến từng cây cầu linh năng đối thiên dừng hoạt động. Đại quân trăm vạn thần ma còn lại không thể vào trong cầu đối thiên, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Tư bà hét lớn, tất cả mọi người đề phòng, bày trận, chuẩn bị nghênh đón bạo động nguyên tử. Mọi người vội vàng chỉnh đốn quân ngũ, bày trận. Tư bà đứng ở vị trí đầu tiên, thôi thúc thần thông nguyên tử, dẫn dắt tướng sĩ dưới trướng mình thôi thúc đạo luân vạn pháp, sẵn sàng nghênh đón. Tinh không vô cùng yên tĩnh. Mọi người đồng loạt nhìn về nơi tổ đình gấp lại, song không nhìn thấy dị tượng gì, chỉ cảm thấy vách trời vắt ngang qua bắc nam tổ đình kia càng ngày càng khổng lồ. Đột nhiên, một chư thiên cách tổ đình gần nhất bỗng dịch chuyển một chút, hệt như bị một thứ gì đó đẩy ra xa. Ngụy Tùy Phong sởn tóc gáy, mái tóc trên đầu chợt nổ tanh tách, dựng đứng lên như một con nhím. Hắn thất thanh nói, tất cả mọi người chuẩn bị, thôi thúc 20 phần pháp lực. Xung kích từ bạo động nguyên tử của tổ đình còn mãnh liệt hơn, gấp mấy lần so với chúng ta tưởng tượng. Mọi người lập tức căng thẳng. Tuy rằng khoảng cách mà chư thiên kia bị dịch chuyển không lớn,
Thế nhưng đó chỉ là những gì mà mắt thường có thể thấy, thực tế thì khoảng cách mà chư thiên kia bị bạo động nguyên tử đẩy đi trong tinh không cực kỳ đáng kinh ngạc. Điều này chứng tỏ cường độ của bạo động nguyên tử được tạo thành từ việc địa hình tổ đình thay đổi đáng sợ đến mức nào. Chắc chắn xung kích từ bạo động nguyên tử sẽ mãnh liệt đến mức khó lòng tưởng tượng nổi. Trong tinh không, từng vì sao như đột ngột di chuyển, bị một luồng sáng thổi đi, bay lơ lửng khắp xung quanh. Những ngôi sao đó chốc chốc lại hệt như những chiếc bánh, chốc chốc lại bị kéo giãn ra, chốc chốc lại thu nhỏ thành một nhúm, chốc chốc lại mở rộng gấp mấy trăm lần, trông cực kỳ quái dị. Một dải tinh hà đang lắc lư đột nhiên bị uốn cong, trông như thể bị một người khổng lồ vô hình đánh một quyền. Vô số ngôi sao trong tinh hà cũng trở nên vô cùng hỗn loạn một cách khó hiểu. Khóe mắt mọi người co giật, rốt cuộc bạo động nguyên tử cũng lan tới chỗ bọn họ. Trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện ánh sáng vô biên, uy năng của bạo động nguyên tử ập đến, khiến không gian lập tức méo mó, các loại năng lượng không thể tưởng tượng nổi kéo căng rồi nén lại xung quanh bọn họ, có người bị thành một đường thẳng dài, có người bị ép dẹp thành hạt đậu, còn có người nhảy lên, bất chợt phát hiện ra bản thân bị cắt thành trăm ngàn mảnh, mỗi một mảnh nhục thân được chia tách vào trong mỗi một không gian khác nhau. Mà điều kỳ lạ chính là, người đó phát hiện bản thân mình vẫn còn sống. Cho dù như vậy cũng chưa chết. Nguyên nhân của điều này là do nguyên tử quá mạnh, tạo thành chia cắt không gian không giống nhau. Mặc dù người đó ở trong khác không gian khác biệt, song trên thực tế nhục thân vẫn liền với nhau. Các loại trận pháp của Diên Khang được kích hoạt, mọi người đồng tâm hiệp lực, thôi thúc thần thông nguyên tử, chống lại bạo động nguyên tử. Thế nhưng uy năng của bạo động nguyên tử này lại vượt ngoài dự đoán của bọn họ, khiến có tướng sĩ các quân xuất hiện thương vong. Đúng lúc này, từng vì sao trong tinh không đột nhiên sáng rực, tinh quang tập hợp lại, hóa thành gương mặt khổng lồ của thiên công. Vù, một luồng tinh quang cực lớn không gì sánh được chiếu xuống. Đó là bàn tay của thiên công được tạo thành bởi vô số ngôi sao, ngăn cản trước mặt trăm vạn đại quân. Mọi người như chút được gánh nặng, chỉ thấy bàn tay của thiên công đang không ngừng tan rã dưới bạo động nguyên tử, chẳng mấy chốc đã bị đánh tan, lộ ra xương cốt được cấu tạo từ vô số ngôi sao. Song may mà có thiên công ngăn chặn, cuối cùng bạo động nguyên tử cũng qua đi. Tư bà thở phào nhẹ nhõm, nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy các quân vô cùng hỗn loạn, rất nhiều người tinh thông thần thông nguyên tử đang giúp đỡ những thần ma, bị hãm sâu vào trong dư âm của bạo động nguyên tử. Không biết bao nhiêu thần binh lợi khí đã vỡ tan trong tay thần ma, có cái bị nung chảy, có cái bị nghiền nát, có cái bị ép thành một cục sắt, có cái bị kéo thành một sợi dây mảnh, mà dường như phù văn được lạc ấn bên trong thần binh lợi khí đều đã hoàn toàn tan rã. Uy lực của thần thông nguyên tử vô cùng đáng sợ. Loại thần thông này vốn dĩ được khống chế bởi địa mẫu nguyên quân, là một trong 36 đại đạo của địa mẫu. Sau khi địa mẫu chết, số người có thể phát huy được thần thông nguyên tử đến trình độ này cực kỳ ít ỏi, cho dù là địa mẫu còn sống cũng chưa chắc làm được đến bước này. Tư bà là một trong số ít người có thể tu luyện được thần thông nguyên tử đến 30 trọng thiên, bởi vậy trong nháy mắt bạo động nguyên tử của tổ đình xuất hiện, nàng lập tức cảm nhận được nguy hiểm, đưa ra cảnh báo. Tổ đình phát sinh thay đổi, chúng ta nhanh chóng rời đi. Diên Phong đế hét lên, lập tức tiến vào cầu linh năng đối thiên. Ngụy Tùy Phong lắc đầu, nói, bệ hạ, cầu linh năng đối thiên bị phá hủy rồi. Diên Phong đế giật nảy mình, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy những câu cầy linh năng đối thiên mà bọn họ vất vả dựng lên đã bị bạo động nguyên tử phá hủy hoàn toàn, trở thành một đống sắt vụn. Lập tức rời đi từ tinh không. Tư bà đột nhiên cảm ứng được gì đó, hét lên, đi bộ về phía trước. Đợt bạo động nguyên tử thứ hai sắp ập đến rồi. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy vùng trời phía bắc tổ đình chợt nứt ra, vách trời thứ hai ầm ầm dựng lên từ mặt đất. Diên Phong đế lập tức hạ lệnh, để tất cả mọi người sơ tán, nhanh chóng chạy về nguyên giới từ tinh không. Cùng lúc đó, trong huyền đô, thiên công thôi thúc thần thông, thiên hà kịch liệt dao động, chuyển hướng về phía tinh không, trải rộng ngay trước mặt bọn họ. Trăm vạn thần ma hành quân trên mặt sông, tiến về phía Diên Khang. Long Kỳ Lân lo lắng thú giới sẽ phát sinh biến cố, bèn lập tức dẫn theo đại quân thú giới quay về thú giới, Yên Nhi cũng vội vàng đi theo hắn. Tư bà do dự chốc lát, tụt lại ở phía sau, không hề đi theo đại quân Diên Khang. Bà đang lo lắng cho Mục Nhi sao? Trưởng thôn cũng dừng bước, không hề đi theo đội quân. Tư bà lườm hắn một cái, cười lạnh rồi nói, ngươi ở lại làm gì? Trưởng thôn lắc đầu, nói, không chỉ có ta ở lại, bọn họ cũng ở lại. Tư bà nhìn qua, chỉ thấy đám người Mã Gia, người mù, dược sư và người câm cũng ở lại. Linh Dục Tú cũng lặng lẽ tách khỏi đoàn quân, đi về phía này. Trong thiên hạ này chỉ có duy nhất một người dám chuyện nguy hiểm như gấp tổ đình lại này. Linh Dục Tú nói, đó chính là tướng công nhà ta. Phu quân gan to bằng trời, không, nàng khựng lại. Người câm nói, không chuyện ác nào không làm. Đúng vậy, người gấp tổ đình lại chính là Mục Nhi nhà chúng ta. Linh Dục Tú nói, trước đó ta nhìn thấy tổ đình nhô lên, cũng hơi nghi ngờ, sau này khi nhìn thấy vách trời kia xuất hiện, ta mới chắc chắn là phu quân ta đang phong ấn tổ đình. Hắn phong ấn tổ đình rồi thì nhất định sẽ không rời khỏi tổ đình, mà cũng sẽ phong ấn bản thân ở trong đó.
lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, cho nên ta cũng ở lại đây. Tư bà nhìn mọi người, sau đó bỗng nhiên bật cười, nếu như các ngươi đều muốn ở lại, vậy thì chúng ta cùng nhau xông vào tổ đình. Một mình ta tiến vào tổ đình khó tránh khỏi việc gặp nguy hiểm, có các ngươi giúp đỡ, chí ít ta cũng có chút sức tự bảo vệ mình. Thế nhưng tổ đình vô cùng nguy hiểm, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Đám người trưởng thôn liên tục gật đầu, sau đó đồng thanh nói, bà cứ việc phân phó. Tư bà nhìn vách trời thứ hai đang nhô lên một cái, nói, đợt bạo động nguyên từ thứ hai sắp đến rồi, chúng ta mau chóng trốn vào tổ đình thôi. 9 người bọn họ lập tức chạy thẳng vào tổ đình. Vừa mới bước vào bầu trời tổ đình, đợt bạo động nguyên từ thứ hai đã ập đến. Bọn họ nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài bầu trời tổ đình xuất hiện cực quang màu sắc rực rỡ, cực kỳ chói lọi. Đúng lúc này, một vách trời cũng đang dần nhô lên từ phía tây của tổ đình, khiến bọn họ nghiêm mặt lại. Phong ấn tổ đình đã tiến hành được một nửa. Chúng ta tới phía nam chờ hắn. Tư bà vội vàng nói, chắc có thể chờ được hắn ở phía nam. Bên trên kim thuyền độ thế, ba vị điện chủ là Chiêu Dương, Hợp Hoan và Phượng Hoàng cùng dõi mắt chứng kiến cảnh tượng này, chỉ cảm thấy chấn động sâu sắc. Đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền và Nguyệt Thiên Tôn cũng vô cùng chấn động. Chư thần thái cổ phong ấn tổ đình đã là cảnh tượng huy hoàng nhất trong kỷ nguyên thứ 17, khiến người ta phải kinh ngạc. Mà hiện giờ, việc mà Tần Mục làm chính là cưỡng chế gấp không gian tổ đình lại, muốn biến tổ đình thành một lồng giam khổng lồ, phong ấn hai thế lực lớn là Di La Cung và Cây Thế Giới, bao gồm cả Thiên Tôn bọn họ và người thành đạo vào trong chiếc lồng giam khổng lồ này. Hành động này còn hoành tráng hơn, quy mô rộng lớn hơn cả cảnh tượng chư thần thái cổ phong ấn tổ đình năm đó, năng lực được sử dụng cũng mạnh hơn không biết bao lần. Di La Cung không thể bị phong ấn. Điện chủ Hợp Hoan lắc đầu, thản nhiên nói, thất công tử làm như vậy chẳng khác nào một trò cười. Nàng thể hiện sự tự tin mạnh mẽ với Di La Cung, không một ai có thể phong ấn Di La Cung. Bất cứ ai trong 72 điện chủ của Di La Cung đều có thể đánh vỡ phong ấn của thất công tử, chứ đừng nói đến các vị công tử của Di La Cung. Không sai. Điện chủ Hợp Hoan tiến lên một bước, cười nói, chỉ cần bọn ta ký thác hư không, đứng vững bước chân trong vũ trụ này, vậy thì vũ trụ này không còn bất kỳ sức mạnh nào có thể chống lại bọn ta. Điện chủ Chiêu Dương đang định mở miệng, đột nhiên khẽ rên lên, nôn ra một ngụm máu, thương thế có khuynh hướng không thể áp chế được. Khai Hoàng Tần Nghiệp thản nhiên nói, thất công tử phong ấn tổ đình, biến tổ đình thành lồng giam, duy nhất chỉ có 4 bức tường không để lại phong ấn, các ngươi cho rằng hắn sẽ để lại một đường sống cho các ngươi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Hạo Thiên Đế vẫn đang cố gắng thử lạc ấn hư không, tu thành Đại La Thiên. Sở dĩ thất công tử để lại bầu trời là vì, để phong ấn 36 tầng hư không, khiến các ngươi không thể ký thác. Khai Hoàng Tần Nghiệp cụp mắt, lạnh lùng nói, tổ đình, sẽ là chiến trường tranh đoạt của chúng ta, người giành thắng lợi cuối cùng mới có thể sống sót rời khỏi nơi này. Hai vị điện chủ là Hợp Hoan và Phượng Hoàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tổ đình, nếu như Tần Mục thật sự phong ấn 36 tầng hư không của tổ đình, vậy thì quả thật những người thành đạo đã giáng xuống của Di La Cung, cũng không thể thành đạo ở kỷ nguyên thứ 17. Hiển nhiên mục đích của Tần Mục, không chỉ đơn giản là đối phó với người thành đạo của Di La Cung, mà còn là để đối phó với đám tùy tùng của Vô Nhai Lão Nhân. Thực lực của Vô Nhai Lão Nhân ngang ngửa với công tử của Di La Cung, thế nhưng số lượng tùy tùng của hắn rất nhiều, bởi lẽ dễ cây thế giới của hắn vươn đến dòng sông hỗn độn của từng vũ trụ, không biết bao nhiêu cường giả chưa thành đạo đều muốn thông qua con đường này của hắn để có được cơ hội sống sót trong kỷ nguyên thứ 17. Vô Nhai Lão Nhân vô cùng có sức hút, không cần nghĩ cũng biết đa số những cường giả phụ thuộc vào hắn đều chưa thành đạo, đều hy vọng có thể thành đạo ở kỷ nguyên thứ 17. Nếu như Tần Mục phong ấn tổ đình, hơn nữa còn phong ấn cả hư không của tổ đình, vậy thì đám cường giả dưới trướng Vô Nhai Lão Nhân đừng mơ tưởng đến việc thành đạo sau khi tiến vào kỷ nguyên thứ 17. Thất công tử có thực lực này sao? Điện chủ Hợp Hoan đột nhiên bật cười. Nàng là nữ tử xinh đẹp nhất trong 72 điện chủ của Di La Cung. Mỗi một cái nhăn mày hay một nụ cười đều khiến người ta rung động, sức cuốn hút vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ sau khi quay về quá khứ, thất công tử sẽ có thực lực này, thế nhưng hiện giờ thành tựu của thất công tử còn chưa đạt đến cấp bậc điện chủ, thậm chí còn chưa phải là người thành đạo, cho nên gấp tổ đình lại đã là cực hạn của hắn, muốn phong ấn hư không thì hắn không làm được. Khai Hoàng Tần Nghiệp mỉm cười, đây là lợi thế của ta. Ta biết được tương lai từ lời nói của thất công tử. Ta có thể biết được mọi chuyện trong tương lai, biết được tương lai Di La Cung sẽ thất bại. Biết được Vô Nhai Lão Nhân sẽ thất bại, cũng biết được ba vị. Ánh mắt hắn rời khỏi điện chủ Chiêu Dương, quét qua gương mặt của điện chủ Phượng Hoàng và Hợp Hoan, dịu dàng mỉm cười, biết được các ngươi sẽ chết. Thậm chí ta còn biết trong trận chiến này, khi đối mặt với ta, bất cứ chiêu thức nào mà các ngươi thi triển, ta đều có phương pháp ứng đối. Điện chủ Hợp Hoan và Phượng Hoàng tái mét mặt này, điện chủ Chiêu Dương run lẩy bẩy, kiếm thương của hắn lại trở nặng hơn. Hiện giờ hắn chỉ có thể dùng toàn bộ thực lực của mình để trấn áp kiếm thương, cho nên không nghe rõ lời nói của Tần Nghiệp. Thậm chí ta còn biết các ngươi sẽ chết trong chiêu nào, trên người các ngươi có bao nhiêu vết thương.
Khai Hoàng nhìn về phía điện chủ Chiêu Dương, thản nhiên nói, các ngươi sẽ chết trong trận chiến giữa chúng ta. Người đầu tiên chết dưới kiếm đạo của ta chính là điện chủ của Chiêu Dương Điện. Nguyên thần của hắn sẽ bị ta hủy diệt, thần thức và ý thức của hắn sẽ bị Lãng Uyển xóa sổ. Lãng Uyển nghe vậy, hứng chí bừng bừng. Lĩnh vực tái cực hư không của Nguyệt Thiên Tôn trải rộng, giúp cho kiếm đạo vô thượng của ta có thể đồng thời nghênh chiến bất cứ ai trong số ba người các ngươi. Kiếm đạo là đại đạo hậu thiên sắc bén nhất, cũng giết người nhanh nhất. Điện chủ Chiêu Dương sẽ chết rất nhanh, người thứ hai ngã xuống chính là điện chủ Hợp Hoan. Khai Hoàng rời mắt, nhìn về phía điện chủ Hợp Hoan, không nhanh không chậm nói, hai đạo quả của điện chủ Hợp Hoan sẽ bị kiếm đạo của ta phá hủy, đạo thụ bị Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đưa vào trong đại uyên quy khư, hóa thành hư vô. Bảo điện của ngươi sẽ tổn hại nghiêm trọng khi va chạm với kiếm đạo thánh điện của ta. Thời điểm ngươi bị thương, U Thiên Tôn sẽ kéo nguyên thần của ngươi ra khỏi cơ thể, kiếm đạo và đạo quả của ta sẽ đánh vào mi tâm của ngươi, hủy diệt tất cả thần thức của ngươi. Nụ cười trên gương mặt điện chủ Hợp Hoan cứng lại, trong lòng sinh ra một cảm giác ớn lạnh. Khai Hoàng nhìn về phía điện chủ Phượng Hoàng, ánh mắt vô cùng hờ hững, điện chủ Phượng Hoàng sẽ chết trong tay Thất Công Tử. Thời điểm ra tay, ngươi phá vỡ tái cực hư không của Nguyệt Thiên Tôn, khiến tất cả mọi người bị thương, thế nhưng sau khi đả thương bọn ta, Thất Công Tử đã hoàn thành việc phong ấn tổ đình. Ngươi trông có vẻ như chiếm được thế thượng phong, thế nhưng khoảnh khắc ngươi sắp thành công, Thất Công Tử sẽ lấy mạng của ngươi. Vết thương chí mạng của ngươi nằm ở mi tâm. Hắn dùng thần thông của Di La Cung đánh xuyên qua nguyên thần của ngươi, hủy diệt đại đạo của ngươi. Điện chủ Phượng Hoàng biến sắc. Mà đúng lúc này, uy năng kiếm đạo bên trong ánh mắt của Khai Hoàng Tần Nghiệp bùng nổ. Hắn chợt rút kiếm, hét lên một tiếng, ra tay. Hắn vừa dứt lời, kiếm quang đã bắn ra, hào quang chói mắt cộng hưởng với Đại La Thiên, đạo thụ, đạo quả và kiếm đạo thánh điện ngay thời khắc này. Kiếm đạo bành trướng, lập tức đạt đến đỉnh điểm. Kiếm đạo vô thượng 40 trọng thiên để lộ ra mũi nhọn kiên cố không gì phá nổi. Cùng lúc đó, lĩnh vực tái cực hư không của Nguyệt Thiên Tôn cũng trải rộng, dù là Hợp Hoan, Phượng Hoàng hay Chiêu Dương thì đều đối mặt chính diện với đòn đánh này của Khai Hoàng. Vút, một đường kiếm quang xuyên qua Chiêu Dương điện của điện chủ Chiêu Dương, đâm thủng tòa bảo điện này. Hai vị điện chủ là Hợp Hoan và Phượng Hoàng sờn tóc gáy, chiến ý trong lòng biến mất, vội bay lùi về phía sau, không dám đối kháng chính diện với kiếm đạo của Khai Hoàng. Trong mắt các nàng, Chiêu Dương điện bị kiếm đạo vô thượng xuyên thủng, điện chủ Chiêu Dương phẫn nộ hét lên, thôi thúc đạo uy của Chiêu Dương điện đối chọi lại với Khai Hoàng. Thời điểm hai vị cường giả cấp điện chủ va chạm, lĩnh vực tái cực hư không của Nguyệt Thiên Tôn không thể tiếp tục chống đỡ, tự mình sụp đổ, thế nhưng kiếm thương bên trong mi tâm của điện chủ Chiêu Dương cũng không thể áp chế được nữa, kiếm đạo đạt đến đỉnh điểm, khiến nhục thân của điện chủ Chiêu Dương tan rã. Nguyên thần của hắn đột nhiên đáp xuống đạo thụ của bản thân, sau đó thôi thúc đạo thụ đạo quả. Cùng lúc đó, Chiêu Dương điện ầm ầm nứt vỡ, hóa thành đại đạo của Chiêu Dương điện, hòa làm một thể với nguyên thần của hắn, giúp cho khí thế của hắn tăng vọt. Cùng lúc đó, Khai Hoàng đụng độ với hắn. Kiếm quang vô cùng chói mắt bắn khắp tứ phía, chỉ thấy một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, nguyên thần của điện chủ Chiêu Dương tan thành cát bụi dưới kiếm đạo đạt đến đỉnh điểm. Hai vị điện chủ gần như lui về thành ngọc kinh cùng một lúc, trơ mắt nhìn điện chủ Chiêu Dương bị kiếm đạo của Khai Hoàng giết chết. Thế nhưng trong đòn đánh cuối cùng, các nàng cũng nhìn thấy được Khai Hoàng bị điện chủ Chiêu Dương phản kích. Đòn đánh cuối cùng kia của điện chủ Chiêu Dương, xuyên qua nguyên thần và nhục thân của Khai Hoàng Tần Nghiệp, để lại mấy chục vết thương cho hắn. Tần Nghiệp, ngươi nói dối. Hạo Thiên Đế nhanh chóng bay về phía thành Ngọc Kinh Tổ Đình, hét lên, hai vị điện chủ, Tần Nghiệp đang lừa các ngươi. Thất Công Tử tuyệt đối không nói cho hắn quá trình của trận chiến này. Hai vị điện chủ đã đáp vào trong thành, lúc này như cùng tỉnh táo lại. Nếu như những gì Tần Nghiệp nói là thật, vậy thì Tần Mục không thể nhìn thấy cảnh tượng Tần Nghiệp giết chết điện chủ Chiêu Dương và điện chủ Hợp Hoan, bởi lẽ vào thời khắc cuối cùng hắn mới chạy tới để giết chết điện chủ Phượng Hoàng. Điều này đồng nghĩa với việc Tần Mục không thể nào nói cho Tần Nghiệp biết tình hình cụ thể của trận chiến này. Khai Hoàng Tần Nghiệp thu kiếm lại, cơ thể chậm rãi hạ xuống. Kim thuyền độ thế bay từ phía sau tới, vừa khéo đậu ngay dưới chân hắn. Bên trên kim thuyền, đám người U Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền sửng sốt nhìn hắn. Mới nãy, ngay cả bọn họ cũng tin lời Tần Nghiệp, tin rằng Thất Công Tử Tần Mục đã nói cho hắn biết quá trình và kết quả của trận chiến này. Khai Hoàng Tần Nghiệp sẽ không nói dối đâu đúng không? U Thiên Tôn khó lòng chấp nhận, tự lẩm bẩm. Bạn đang xem mục thần ký tại kênh YouTube Recap Phim. Có thể nói, Khai Hoàng Tần Nghiệp là người bình tĩnh và thận trọng nhất, hắn đứng ở nơi đó, mang lại cho người ta một loại cảm giác như cho dù trời có sập thì cũng đã có hắn chống đỡ. Ấn tượng mà Tần Nghiệp mang lại cho mọi người tuyệt đối không phải là kẻ nói dối. Người của Tần gia, ngoại trừ Tần Phượng Thanh gia, ai cũng là cao thủ nói dối. Khai Hoàng Tần Nghiệp lắc kiếm quang, nhìn về phía điện chủ Hợp Hoan và điện chủ Phượng Hoàng, thản nhiên nói, người nói dối giỏi nhất Tần gia cũng là người thận trọng nhất. Thậm chí ta còn lừa gạt cả Vô Ưu Hương, lừa gạt cả thời đại Khai Hoàng,
thế nhưng lần này ta không hề nói dối. Phía sau lưng hắn, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, không nói dối sao? Khai Hoàng nghiêm túc nói, quả thật Thất công tử đã nói cho ta quá trình và kết quả của trận chiến này, mà quả thật ba vị điện chủ cũng đều sẽ chết trong trận chiến này. Chẳng phải điện chủ Chiêu Dương đã chết rồi sao? Điện chủ Hợp Hoan và điện chủ Phượng Hoàng vốn muốn lao ra khỏi thành Ngọc Kinh, nhưng nghe vậy thì đều hơi lung lay, có chút do dự. Khai Hoàng Tần Nghiệp không nhanh không chậm nói, tiếp sau đó, cách chết của hai vị điện chủ sẽ hệt như những gì mà ta nói. Điện chủ Hợp Hoan sẽ là người chết thứ hai, điện chủ Phượng Hoàng là người chết sau cùng. Hạo Thiên Đế cười ha hả, Tần Nghiệp, người vẫn đang nói dối. Hai vị điện chủ đừng tin hắn, ta hiểu hắn rất rõ. Người khiến Thiên Đình Khai Hoàng năm đó hoàn toàn sụp đổ là ta. Khai Hoàng Tần Nghiệp nhìn hắn một cái, khẽ nói, Hạo, ngươi biết mình sẽ chết như thế nào không? Hạo Thiên Đế giật nảy mình. Ngươi sẽ chết trong tay ta. Khai Hoàng Tần Nghiệp thản nhiên nói, ngươi thành đạo trước khi Trung Cực Hư Không bị Tần Mục phong ấn. Sau đó khi hai vị điện chủ ngã xuống, ngươi sẽ bị một nhát kiếm của ta giết chết. Hạo Thiên Đế cười lớn, lắc đầu nói, Tần Nghiệp, ngươi chỉ được cái khoác lác thôi. Ngươi dù có liều mạng, cũng muốn giết chết điện chủ Chiêu Dương là vì muốn chứng minh cho lời nói dối của ngươi. Ngươi bị thương nặng. Những kẻ sau lưng ngươi cũng đều bị thương, ai nấy đều đã lao lực, không còn sức chiến đấu. Mục đích của ngươi chỉ là để hù dọa hai vị điện chủ. Phía sau lưng Khai Hoàng, U Thiên Tôn không có nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần, lĩnh vực của Nguyệt Thiên Tôn bị phá hủy, khí tức kiệt quệ, nhị đế Huyền Vũ và Lãng Uyển đều bị đế hậu đánh trọng thương, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Thời điểm chiến đấu với điện chủ Hoan Hỷ, Giang Bạch Khuê cũng bị thương rất nặng. Thương Quân thì hôn mê không tỉnh, mắc kẹt trong thời điểm bị điện chủ Hoan Hỷ giết chết. Người duy nhất còn có thể giữ được chiến lực đỉnh phong chỉ có Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa. Sau khi giết chết đế hậu, hai người vẫn còn sinh long hoạt hổ. Hạo, ngươi thật sự rất hiểu ta. Khai Hoàng Tần Nghiệp đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó mỉm cười, không sai, là ta đang nói dối. Điện chủ Hợp Hoan và Phượng Hoàng đều sửng sốt. Tần Nghiệp nói, thực lực của ta không sánh bằng điện chủ của Di La Cung. Nếu như đối kháng chính diện, ta sẽ không phải là đối thủ của bất cứ vị điện chủ nào, cũng lắm chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Mà những đạo hữu phía sau lưng ta đây đều đã dầu cạn đèn tắt, bởi vậy ta chỉ đành dùng lời nói dối để làm nhiễu loạn tâm trí của ba vị, tìm kiếm cơ hội giết chết Chiêu Dương, sau đó hù dọa các ngươi. Quả thật Thất công tử không hề nói cho ta biết bất cứ chuyện gì, mà ta cũng chẳng hay biết kết quả của trận chiến này. Hiện giờ, hai vị điện chủ ra khỏi thành là có giết chết toàn bộ bọn ta. Trên gương mặt của hắn không hề có ý đùa cợt, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Hắn trầm giọng nói, bây giờ Thất công tử Tần Mục vẫn chưa thành đạo. Hắn cưỡng chế phong ấn tổ đình, hiện tại nguyên khí hao tổn, là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể tới đây giết chết điện chủ Phượng Hoàng được. Khóe mắt điện chủ Phượng Hoàng co giật. Khai Hoàng Tần Nghiệp nghiêm túc nói, hắn không thể địch lại điện chủ Phượng Hoàng khi đối đầu chính diện, vậy thì sao có thể dùng một đòn để giết chết điện chủ Phượng Hoàng. Bởi vậy, ta đang nói dối. Hai vị điện chủ, mời các ngươi rời thành giết chết bọn ta. Hạo Thiên Đế vội vã nói, hai vị điện chủ, mau ra tay đi. Điện chủ Phượng Hoàng và điện chủ Hợp Hoan lại lùi từng bước về phía sau. Hạo Thiên Đế gấp muốn chết, hét lên, hắn thật sự đang lừa gạt các ngươi. Tần gia đều là kẻ nói dối. Điện chủ Phượng Hoàng nói, Hạo đạo hữu, cho dù hắn đang nói thật hay nói dối, cách xử lý tốt nhất hiện giờ chính là cố thủ thành Ngọc Kinh, đợi có thêm điện chủ khác giáng xuống. Hạo Thiên Đế tức giận, cao giọng nói, các ngươi bỏ lỡ cơ hội, ngu xuẩn không hiểu lý lẽ, sao có thể làm điện chủ. Chát! Điện chủ Hợp Hoan tát một cái lên mặt hắn, lạnh lùng nói, Hạo đạo hữu, cư xử cho đúng mực. Hạo Thiên Đế bị cái tát kia đánh cho tỉnh táo lại, không dám nói tiếp, chỉ lẳng lặng ký thác hư không. Tần Nghiệp, câu nào của ngươi mới là thật? Phía sau lưng Tần Nghiệp, Nguyệt Thiên Tôn khẽ hỏi, rốt cuộc những lời mà ngươi nói là thật hay là giả? Khai Hoàng Tần Nghiệp quay đầu lại, vẫn giữ vẻ vững vàng như trước đó, người của Tần gia trước giờ chưa từng nói dối. Một lúc sau, hắn lại bổ sung thêm một câu, nếu như tin thì ngươi thua rồi. Sau khi hai vị điện chủ là Hợp Hoan và Phượng Hoàng lui vào trong thành Ngọc Kinh, Khai Hoàng Tần Nghiệp lập tức ra tay với những người thành đạo của Di La Cung đang cố gắng giáng xuống ở bên ngoài thành Ngọc Kinh. Không có sự bảo vệ của hai vị điện chủ, đám người thành đạo kia của Di La Cung căn bản khó lòng ngăn cản được kiếm đạo của hắn, chẳng mấy chốc đã bị quét sạch, trong đó có mấy người thành đạo còn quả quyết dừng việc giáng xuống, quay về kỷ nguyên thứ 16, bảo toàn thân mình. Trong thành ngoài thành đều yên tĩnh lại. Kim thuyền độ thế lặng lẽ bay bên ngoài thành. Mọi người ngồi trên thuyền, Nguyệt Thiên Tôn bệnh lâu thành y, đang chữa trị vết thương cho bọn họ, thế nhưng muốn trị khỏi vết thương cho tất cả mọi người thì nàng không thể làm được. Dường như cường giả mạnh nhất Diên Khang đều đang tụ tập tại nơi đây, ai nấy đều có rất nhiều điều muốn hỏi Khai Hoàng, nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu. Một lúc lâu sau, U Thiên Tôn phá vỡ bầu không khí im lặng, hỏi, Tần Nghiệp, ngươi ở đâu trong suốt 42 năm qua? Khai Hoàng Tần Nghiệp nói, năm đó ta xông vào thành Ngọc Kinh Tổ Đình,
vượt qua 16 dòng sông hỗn độn tới Di La Cung, gặp mặt Thất Công Tử trong hỗn độn điện của Di La Cung. Thất Công Tử nói với ta một số chuyện, hơn nữa còn gieo một loại thần thông vào cơ thể ta, chuyên dùng để đối phó với thần thông của Tứ Công Tử Tử Tiêu. 42 năm trước, ta ngăn cản đòn chí mạng nhắm vào Lăng Thiên Tôn của Tứ Công Tử Tử Tiêu, tác động đến thần thông của Thất Công Tử. Từ đó về sau, ta vẫn luôn ở trên thuyền. Trên thuyền? Mọi người sửng sốt, Nguyệt Thiên Tôn lại hỏi, ở trên chính chiếc thuyền này sao? Khai Hoàng Tần Nghiệp gật đầu, ở trên chính chiếc thuyền này. Ta có thể nhìn thấy các ngươi, song lại không thể chạm vào các ngươi. Ta có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa các ngươi, nhưng lại không thể nói bất cứ tin tức gì cho các ngươi. Các ngươi không nhìn thấy ta, không chạm được vào ta, cũng không nghe thấy lời nói của ta. Ta chỉ đành ở trên chiếc thuyền này tham ngộ những gì mà Thất Công Tử truyền thụ, sau đó còn gặp được chủ nhân Di La Cung, đàm luận với hắn rất lâu. Chủ nhân Di La Cung, mọi người kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn về phía từng tòa kim điện phía trên kim thuyền độ thế. Đó là đạo ảnh của chủ nhân Di La Cung. Khai Hoàng Tần Nghiệp giải thích, bản lĩnh của hắn đã đạt đến trình độ mà ta cũng không thể lý giải. Đại đạo của hắn để lại rất nhiều ảo ảnh trên chiếc thuyền này, hơn nữa còn chỉ điểm cho ta rất nhiều. Nguyệt Thiên Tôn bình tĩnh lại, thử dò xét, Mục Thiên Tôn nói với ngươi rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong tương lai sao? Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía gương mặt của Khai Hoàng Tần Nghiệp, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Khai Hoàng lắc đầu, hắn không nói nhiều. Mới nãy là ta đang nói dối để lừa gạt hai vị điện chủ, ép bọn họ không dám đối đầu với chúng ta. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Trước đây, bọn họ đều tin tưởng Khai Hoàng Tần Nghiệp từ tận đáy lòng, tin tưởng mỗi một câu nói của hắn, bởi vậy tất cả mọi người đều biết Tần Nghiệp không phải là hạng người mồm mép ba hoa trích chòe như Tần Mục. Tần Mục nói dối như cuội, nhưng chắc chắn Tần Nghiệp sẽ không. Thế nhưng bây giờ bọn họ mới nhận ra, người càng thành thật lừa gạt càng đáng sợ, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết mới nãy người thành thật này nói câu nào là thật câu nào là giả. Hắn thật sự không nói cho ta biết quá nhiều. Khai Hoàng Tần Nghiệp bất đắc dĩ, nói, ta không biết nhiều về những chuyện trong tương lai. Lúc đó, hắn không có thời gian nói cho ta quá nhiều chuyện, nhưng lại dường như cũng không muốn nói cho ta biết. Mọi người vô cùng hoài nghi, Khai Hoàng không nói gì nữa. Thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi cho chúng ta. Hư Sinh Hoa đột nhiên nói, nếu như người thành đạo của Di La Cung có đủ thời gian để giáng xuống, vậy thì số lượng người thành đạo bên trong Thành Ngọc Kinh sẽ càng ngày càng nhiều. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải đối mặt với tai ương ngập đầu. Liệu rằng chúng ta có nên đánh vào Thành Ngọc Kinh, ngăn cản bọn họ giáng xuống hay không? Không cần. Khai Hoàng Tần Nghiệp quay đầu nhìn một cái, nói, sau khi tổ đình bị phong ấn, huyết tế cũng bị hạn chế bên trong tổ đình. Năng lượng của đại trận huyết tế này chỉ có thể đến từ hai nguồn, một là tích lũy trong lịch sử, hai là cường giả ngã xuống sau khi chiến đấu bên trong tổ đình. Phần lớn năng lượng huyết tế được tích lũy trong lịch sử đã bị Vô Nhai, lão nhân dùng hết, số năng lượng huyết tế mà Di La Cung có thể nắm giữ không nhiều, cho nên chắc hẳn số lượng cường giả có thể giáng xuống của bọn họ cũng sẽ có hạn. Nếu như muốn phá vỡ giới hạn này, bọn họ chỉ có hai con đường. Hắn mím môi, nói, giết chết chúng ta là con đường thứ nhất, phá hủy cây thế giới, giết chết cường giả dưới trướng Vô Nhai lão nhân là con đường thứ hai. Hư Sinh Hoa ngẫm nghĩ một lát, nếu như phong ấn của Tần Mục hoàn thành, vậy thì quả thật Di La Cung chỉ còn duy nhất hai lựa chọn này. Di La Cung có giết chết đám người bọn họ, thì cũng không thể khiến toàn bộ cường giả của Di La Cung giáng xuống. Di La Cung buộc phải đối phó với thế lực của Vô Nhai lão nhân thì mới có thể bảo đảm tất cả người thành đạo có cơ hội giáng xuống kỷ nguyên thứ 17. Hay nói cách khác, Tần Mục dùng phương thức phong ấn tổ đình để biến tổ đình thành cục diện tử chiến giữa ba phe. Tổ đình là một chiếc lồng nhốt thú khổng lồ, dù là Di La Cung, Vô Nhai lão nhân hay là bọn họ thì đều là mãnh thú trong lồng, chỉ có người chiến thắng sau cùng mới có thể sống sót rời khỏi nơi này. Bên trong Thành Ngọc Kinh nguy hiểm trùng trùng, chúng ta không thể đánh vào Thành Ngọc Kinh. Việc đánh vào Thành Ngọc Kinh chẳng những không thể đánh tan năng lượng của huyết tế, trái lại còn khiến chúng ta tử thương nghiêm trọng. Khai Hoàng Tần Nghiệp nói, ngược lại, chúng ta nên rời khỏi Thành Ngọc Kinh tổ đình, không cần ở lại trấn giữ nơi này. Chắc chắn người thành đạo giáng xuống của Di La Cung sẽ đến tìm Vô Nhai lão nhân, trận tử chiến giữa hai bên bắt buộc phải nổ ra. Thế nhưng trước lúc đó, chúng ta cần phải ngăn cản người thành đạo của Thành Ngọc Kinh, rời khỏi tổ đình cho đến khi phong ấn của Thất Công Tử hoàn thành. Nếu như có bất cứ ai rời khỏi tổ đình, vậy thì tế đàn huyết tế mới sẽ lại được bọn họ xây dựng ở thế giới bên ngoài. Huyền Đế chợt nghĩ ra gì đó, bèn hỏi, Tần Nghiệp, điều này là Thất Công Tử nói với ngươi sao? Khai Hoàng gật đầu. Vũ Đế phấn chấn tinh thần, tiếp tục hỏi, Thất Công Tử còn nói với ngươi những gì nữa? Khai Hoàng Tần Nghiệp lắc đầu, nói, hắn chỉ nói cho ta biết chuyện này, những chuyện khác thì không hề nói. Lãng Uyển đột nhiên hỏi, đạo hữu, Mục Thiên Tôn trở thành Thất Công Tử khi nào? Khai Hoàng lắc đầu, không biết. Lam Ngự Điền hỏi, ca ta quay về quá khứ như thế nào? Không biết. Trong lòng ai nấy đều ngứa ngáy, hận không thể bước tới xé toạc cái miệng của hắn, khiến hắn nói ra hết những chuyện mà mình biết, khổ nỗi là Khai Hoàng không nói,
bọn họ cũng chẳng thể làm gì được. Phía nam tổ đình, mặt đất đột nhiên chấn động, vách trời thứ tư không ngừng lớn lên, thế nhưng tốc độ phát triển lại chậm hơn những vách trời khác rất nhiều. Rõ ràng là việc liên tiếp gấp ba mặt tổ đình lại khiến Tần Mục hao tổn quá nhiều nguyên khí, không còn được như trước. Thời điểm đám người Tư Bà, Linh Dục Tú và trưởng thôn chạy đến, vách trời phía nam tổ đình đã chạm đến đỉnh bầu trời. Nếu như nhìn qua thì tổ đình của bây giờ chẳng khác nào một chiếc đỉnh đang lững lờ trôi trong vũ trụ. Từ ngoài nhìn vào, bốn vách trời của chiếc đỉnh này được nhật nguyệt tinh thần bao quanh, trên bề mặt là núi non chập trùng, sơn hà vạn dặm, hơn nữa còn có cả cự thú đang sinh sống trên đó. Ở nơi đó, có cự thú sống thành đàn, có cung điện trắng lệ, còn có cả Long Kỳ Lân và Yên Nhi đang phi hành trong tầng mây, tuần tra lãnh địa của bọn họ. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, thế nhưng từ xa nhìn lại, tốc độ phi hành của bọn họ lại trông có vẻ cực kỳ chậm chạp. Mà từ trong nhìn ra, bên trong bốn vách của chiếc đỉnh này hệt như bốn thế giới độc lập, không liên quan gì đến nhau. Thời điểm đám người Linh Dục Tú và Tư Bà tìm thấy Tần Mục, khí tức của Tần Mục đã cạn kiệt, thế nhưng hắn vẫn đang tự mình mở rộng vũ trụ mênh mông trong cơ thể, dùng hết khả năng thôi thúc pháp lực, điều động tất cả sức mạnh khiến vách trời kia mọc cao hơn nữa. Lúc thấy mọi người đến, Tần Mục mới thở phào nhẹ nhõm, tựa vào chiếc quan tài trên vách trời thở dốc một tiếng, song vẻ mặt vẫn lộ rõ mấy phần lo lắng. Linh Dục Tú bước lên phía trước, đau lòng không thôi. Tuy rằng trông rất tiểu tụy, thế nhưng Tần Mục lại có được vẻ bình tĩnh khi đã hoàn toàn thả lỏng. Hắn mỉm cười rồi nói, ta không sao, chỉ kiệt sức mà thôi, nghỉ ngơi một lúc là được, không cần phải lo lắng cho ta. Trưởng thôn nhìn bốn phía xung quanh, tổ đình hiện giờ hệt như một chiếc đỉnh lớn, địa hình núi sông của tổ đình gần như thay đổi hoàn toàn, khiến hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Hắn cố nén sự bàng hoàng trong lòng mình, nhớ lại năm đó mà cảm thấy bùi ngùi mãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc thiếu niên bước ra khỏi thôn Tàn Lão sẽ trưởng thành đến như ngày hôm nay. Phong ấn của tổ đình vẫn cần phải gia cố thêm, phong ấn hiện giờ vẫn chưa thể ngăn cản được cường giả cấp điện chủ của Di La Cung. Tần Mục nhận lấy linh đan do dược sư đưa tới, ngửa cổ nuốt xuống, sau đó nói, thế nhưng nếu muốn rời khỏi đây, bọn họ sẽ tác động để phong ấn mà ta để lại. Phong ấn của ta nối liền với tất cả thánh địa, như thần khoáng thần sơn bên trong tổ đình, mượn sức mạnh thiên địa của tổ đình để ngăn cản bọn họ trong một khoảng thời gian. Người mù mở to mắt, nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy hướng địa hình núi sông của tổ đình đã thay đổi, hóa thành rất nhiều trận pháp trận thế. Có thể nói, Tần Mục làm như vậy là để điều động sức mạnh thiên địa của tổ đình. Nếu như có người công kích phong ấn, vậy thì người đó chẳng khác nào đang chống lại sức mạnh đến từ tổ đình, tất nhiên phản kích cũng sẽ cực kỳ đáng sợ. Phải biết rằng, tổ đình là khởi nguyên của chư thiên vạn giới, vô số chư thiên và vô số thánh địa đều bắt nguồn từ nơi này, thậm chí đến cả Huyền Đô và U Đô cũng là chư thiên được tách ra từ tổ đình. Mà vùng đất nguyên giới cũng được hình thành nên nhờ thổ nhưỡng của tổ đình. Không cần nghĩ cùng biết, uy lực của sức mạnh thiên địa được điều động đến từ tổ đình sẽ đáng sợ đến mức nào. Tần Mục nói phong ấn này vẫn chưa đủ để ngăn cản cường giả cấp điện chủ, thế nhưng theo người mù, phong ấn hiện giờ đã rất hoàn mỹ rồi. Mục Nhi, ngươi làm thế nào để phong ấn hư không? Người mù ngẩng đầu lên, hỏi. Bầu trời, ta sẽ dùng Đại Uyên Quy Khư để phong ấn. Tần Mục luyện hóa linh đan, khôi phục được một chút sức lực, thế nhưng còn lâu mới khôi phục được đến trạng thái đỉnh phong. May mà bên trong hỗn độn điện của hắn nối liền với dòng sông hỗn độn, hắn có thể mượn đại đạo quy khư để luyện hóa nguyên khí hỗn độn, bên trong dòng sông hỗn độn, giúp tu vi của bản thân không ngừng khôi phục. Ta cảm ứng được sau khi đế hậu chết, quy khư của hiện giờ không có chủ nhân, chỉ có nhị công tử bị trấn áp ở trong đó. Thiên hạ ngày nay không còn có ai có thể vượt qua ta trên phương diện đại đạo quy khư. Tần Mục khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, cho dù đế hậu còn sống, thành tựu quy khư của nàng cũng không bằng ta. Nếu như ta điều động quy khư, nàng không thể địch lại ta. Ta sẽ đưa quy khư tới đây, dùng sức mạnh của quy khư phong ấn bầu trời tổ đình, phong tỏa trung cực hư không của tổ đình. Có điều trước đó, đám người khai hoàng buộc phải giữ chân tất cả mọi người ở lại tổ đình, không thể để bọn họ chạy ra ngoài, bởi lẽ bất kỳ ai trốn thoát đều sẽ là mối uy hiếp cực lớn với thế giới bên ngoài. Đôi mắt hắn lóe sáng, sau đó trầm giọng nói, điện chủ của Di La Cung sẽ nhanh chóng nhận ra hiện giờ thoát khỏi tổ đình là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Bọn họ buộc phải rời khỏi tổ đình trước khi phong ấn tổ đình của ta hoàn thành, sau đó mang theo huyết tế tới chư thiên vạn giới. Bởi vậy, thứ đang đợi chờ khai hoàng chính là một trận huyết chiến. Hắn nhìn về phía dược sư, có lẽ đám người khai hoàng đều đã bị thương. Dược sư ra, ngươi tới thành Ngọc Kinh tổ đình, giúp bọn họ trị thương đi. Dược sư gật đầu, lập tức quay người rời đi. Đám người trưởng thôn và đồ tể vội vàng nói, dược sư, bọn ta cũng đi. Tần Mục do dự chốc lát, cao giọng nói, trưởng thôn, bà, trước khi ta phong ấn bầu trời tổ đình, các ngươi buộc phải rời khỏi tổ đình, không được phép ở lại. Ở lại nơi này vô cùng nguy hiểm. Trưởng thôn phất tay, ngươi yên tâm, đương nhiên bọn ta sẽ rời đi. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía Linh Dục Tú, nói, phu nhân, ngươi cùng phải mau chóng rời đi.
Linh Dục Tú ngồi xuống bên cạnh quan tài, cười nói, ta sẽ không đi đâu. Ta cứ nghĩ sau khi thành thân, chúng ta sẽ có một thế giới nhỏ chỉ có hai người, thế nhưng không ngờ đoàn tụ thì ít mà chia ly thì nhiều. Bây giờ lại là thời gian ở bên nhau hiếm hoi, ngươi ở lại tổ đình bao lâu, ta sẽ ở lại tổ đình bấy lâu. Tần Mục nhìn nàng, sau đó gật đầu một cái, ngồi xuống bên cạnh quan tài của Thái Dịch, cười nói, chúng ta sẽ xây dựng nên một thế giới thuộc về riêng mình ở nơi đây, sinh mấy đứa nhóc. Nơi này sẽ là vô ưu hương của chúng ta, bên dưới gốc cây thế giới, không biết bao nhiêu cường giả tiền sử đang thủ hộ nơi này. Trong trận chiến với Tam Công Tử, Tứ Công Tử và Thái Dịch, Vô Nhai lão nhân bị thương nặng, không thể không quay về trong bản thể cây thế giới để dưỡng thương, hơn nữa còn triệu tập những cường giả tiền sử lẻn qua để bảo vệ sự an toàn của hắn. Cây thế giới vốn cao chót vót, thế nhưng sau khi trải qua trận chiến kia, cành lá đều đã khô héo gần hết, không còn cảnh tráng lệ năm xưa, trông khá thê thảm. Việc gấp tổ đình lại của Tần Mục cũng kinh động đến nơi này, khiến đám cường giả dưới gốc cây thế giới vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Đột nhiên, gương mặt của Vô Nhai lão nhân hiện ra từ thân cây, giọng nói ồm ồm chấn động vang lên, thất công tử Tần Mục lòng dạ khó lường. Hắn gấp tổ đình lại, cố ý phong ấn tổ đình, khiến chúng ta rơi vào thế cục thú bị nhốt, không thể không khai chiến với Di La Cung. Mặc dù ta không sợ Di La Cung, thế nhưng nếu như khai chiến với Di La Cung, vậy thì chắc chắn sẽ tử thương nghiêm trọng. Ta sẽ tách một nhánh cây này ra. Hoàng Đường, ngươi đi tìm mấy cao thủ, mang theo nhánh cây này của ta bay ra khỏi tổ đình, chọn một nơi có phong thủy tốt để trồng xuống. Cây thế giới rung lên, một nhánh cây rơi xuống, bay vào trong tay Hoàng Đường, một trong tam lão phong thứ. Hoàng Đường cầm lấy nhánh cây, định dẫn theo hai lão khác, thế nhưng Vô Nhai lão nhân lại nói, Lê Thứ và Yến Tú các phải ở lại, bảo vệ nơi này. Nhớ kỹ, lập tức rời khỏi tổ đình, tìm kiếm bảo địa phong thủy để trồng nhánh cây này xuống. Đến lúc đó, ta có thể cảm ứng được với nhánh cây này, dễ cây nối liền đến đó, khiến thất công tử không thể trấn áp được chúng ta. Hoàng Đường không biết phải làm sao, chỉ đành tìm kiếm mấy cao thủ, may mà dưới gốc cây thế giới có rất nhiều cường giả cấp thiên tôn, chẳng mấy chốc hắn đã tìm ra được mười mấy vị cao thủ hàng đầu. Mọi người lập tức rời khỏi cây thế giới, bay về phía bên ngoài bầu trời. Đúng lúc này, điện chủ Hợp Hoan vào trong thành Ngọc Kinh, đến dòng sông Hỗn Độn gặp Tam Công Tử và Tứ Công Tử, nói về trận chiến trong tổ đình, khai hoàng tần nghiệp được thất công tử chỉ điểm, giữ chân chúng ta ở trong thành Ngọc Kinh. Thất công tử phong ấn tổ đình, định biến tổ đình thành lồng giam, khiến chúng ta không thể rời khỏi tổ đình. Tam Công Tử Lăng Tiêu mỉm cười, nói, vậy thì có sao? Không nói đến việc hắn không phong ấn được, cho dù phong ấn được thì vẫn còn có trung cực hư không? Chúng ta đến tổ đình, ký thác hư không, khôi phục thực lực đỉnh phong, tất cả mọi thứ mà hắn làm đều sẽ trở nên vô ích. Điện chủ Hợp Hoan do dự chốc lát, nói, khai hoàng tần nghiệp nói, thất công tử có thể phong ấn trung cực hư không? Tam Công Tử Lăng Tiêu nhíu mày, đi đi lại lại, suy nghĩ phương pháp phong ấn trung cực hư không? Có lẽ chỉ có một con đường, đó chính là lợi dụng đại uyên quy khư. Tam Công Tử Lăng Tiêu chợt nghĩ ra gì đó, dừng bước lại, nói, nếu như hắn có thể dùng đại uyên quy khư để chặn bầu trời tổ đình, đừng nói đến trung cực hư không, ngay cả những hư không khác cũng không còn tồn tại. Chắc hẳn đây là cách mà hắn sẽ áp dụng. Hắn khẽ nhíu mày. Dù rằng hắn đã nghĩ ra cách khả thi mà Tần Mục sẽ sử dụng, song làm thế nào để đối phó, hắn lại chưa nghĩ ra. Cuối kỷ nguyên thứ 16 không chỉ xuất hiện sự việc thương quân đại sát tứ phương, mà còn xuất hiện một sự việc còn đáng sợ hơn thế, đó chính là thảm sát do nhị công tử Vô Cực gây ra. Vào cuối kỷ nguyên thứ 16, nhị công tử Vô Cực đột nhiên phát điên, ra tay với tất cả những người thành đạo, thậm chí rất nhiều người thành đạo của Di La Cung cũng chết dưới tay nàng. Bởi vì lúc đó khá hỗn loạn, rất nhiều người không biết đến hành vi của nhị công tử Vô Cực của Di La Cung, cho nên mới đổ hết tội lên đầu thương quân, khiến thương quân gánh hết tiếng xấu. Lúc đó, cho dù là người thành đạo, chỉ cần nghe tới cái tên thương quân thôi là đã sợ mất mật. Sau đó, chuyện này mới chậm rãi lan truyền ra ngoài, thế nhưng những người biết đến chuyện này, chỉ có mấy vị công tử của Di La Cung và một số ít điện chủ, còn những người ngoài Di La Cung thì không thể biết được chân tướng của vụ việc này. Lăng Tiêu là một trong số những người biết chuyện, thậm chí hắn còn hoài nghi sở dĩ chủ nhân Di La Cung suy sụp tinh thần, đạo tâm sụp đổ là vì có liên quan đến hành vi của nhị công tử Vô Cực. Nếu như lão thất rời quy khư tới đây, ngăn chặn trung cực hư không của tổ đình, vậy thì cho dù người thành đạo của Di La Cung tiến vào kỷ nguyên thứ 17, thì cũng không thể tiến vào trung cực hư không. Nếu như tiến vào nơi đó thì sẽ bị Vô Cực cắn nuốt. Hắn nhíu mày, đây quả thật là một chiêu rất ngoan độc. Cho dù là hắn cũng không dám chọc vào Vô Cực, ai mà biết nữ tử điên khùng kia sẽ làm ra chuyện gì chứ. Trên người ta có vết thương, không tiện giáng xuống, hơn nữa bên trong tổ đình, cũng không có nguồn năng lượng lớn mạnh đến vậy để giúp ta giáng xuống. Đột nhiên, hắn giãn mày, nói, Hợp Hoan, các ngươi hãy rời khỏi tổ đình trước khi phong ấn được hoàn thành, sau đó ra tới thế giới bên ngoài, bố trí một tế đàn huyết tế khác. Nếu như lão thất muốn phong ấn tổ đình,
Vậy thì cứ để hắn phong ấn là được, chúng ta sẽ lựa chọn một chiến trường khác. Điện chủ Hợp Hoan nói vâng, đang chuẩn bị rời đi, Lăng Tiêu lại ngẫm nghĩ, gọi nàng lại, nói, chắc hẳn Khai Hoàng Tần Nghiệp có thể sống sót là do Lão Thất đã động tay động chân lúc trong trận chiến Udo nổ ra. Hắn đúng là không biết xấu hổ, dám can thiệp vào trận chiến của đám tiểu bối. Nếu như hắn đã bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Ta đưa cho ngươi hai thần thông này, tiếp đó tứ công tử sẽ cho ngươi một sợi dây đàn. Lúc rời đi, ngươi mang theo ba thần thông này, giết chết tất cả cho ta. Điện chủ Hợp Hoan sửng sốt, cúi đầu nói vâng. Tam công tử gọi nàng đến trước mặt, gieo thần thông xuống, sau đó đột nhiên điều chỉnh sắc mặt, trầm giọng nói, nếu như không kịp rời khỏi tổ đình, bố trí huyết tế, ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ? Điện chủ Hợp Hoan cúi thấp đầu, nói, công tử chỉ giáo. Tam công tử Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nói, ngươi bảo Hạo đạo hữu mang theo sợi dây đàn của tứ công tử đến gốc cây thế giới, tiêu diệt tất cả tùy tùng của Vô Nhai lão nhân. Có nguồn năng lượng huyết tế này, ta và tứ công tử có thể giáng xuống. Điện chủ Hợp Hoan dùng mình một cái, trong đầu xuất hiện cảnh tượng khủng bố khi sợi dây đàn của tứ công tử quét qua gốc cây thế giới, cho dù người đã trải qua biết bao trận chiến như nàng, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Tam công tử Lăng Tiêu phất tay, nói như vậy, tức là không chết không thôi với Vô Nhai lão nhân. Có điều mọi chuyện diễn biến đến mức này cũng không phải do chúng ta. Ngươi mau chóng đi gặp tứ công tử, xin một sợi dây đàn. Chỉ cần có thể rời khỏi tổ đình, ngươi không cần phải làm đến bước kia. Điện chủ Hợp Hoan nói vâng, vội vã đi bái kiến tứ công tử Tử Tiêu. Không lâu sau, nàng quay về thành Ngọc Kinh, tới gặp điện chủ Phượng Hoàng và Hạo Thiên Đế. Chỉ thấy lúc này, việc ký thác hư không của Hạo Thiên Đế sắp hoàn thành, đạo thụ của sức mạnh thành đạo cũng bắt đầu sinh trưởng bên trong Đại La Thiên. Có thêm chiến lực của một người thành đạo nữa cũng tốt. Điện chủ Hợp Hoan nói kế sách của Tam công tử với hai người, việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau chóng hành động. Hạo Thiên Đế trầm mặc chốc lát, nói, mới nãy hai vị liên thủ là, có thể dễ dàng giết chết Tần Nghiệp và đám phản tặc kia, bây giờ cho bọn họ thời gian chuẩn bị, muốn giết chết bọn họ lại càng khó hơn. Điện chủ Phượng Hoàng cười nói, cho bọn họ thời gian chuẩn bị cũng là cho chúng ta thời gian chuẩn bị. Mấy ngày này lại có thêm điện chủ tăng thành giáng xuống, hơn nữa còn có thêm mấy người thành đạo cũng giáng xuống. Thực lực của chúng ta tăng vọt, thắng lợi đã nằm trong tầm tay. Hạo Thiên Đế khẽ giật mình, nhìn về phía thành Ngọc Kinh, chỉ thấy vài gốc đạo thụ bên trong rừng đạo thụ đột nhiên trở nên xanh tốt mơn mởn, rồi rào sức sống. Rõ ràng là bởi vì sau cái chết của điện chủ Chiêu Dương và những người thành đạo khác, Di La Cung lại có đủ năng lượng để hỗ trợ một vị điện chủ, và vài người thành đạo giáng xuống. Hạo Thiên Đế không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, nói, quả nhiên hành động lần này ổn thỏa hơn so với những gì ta nghĩ, nếu đã như vậy. Thế thì chúng ta mau mời điện chủ Tăng Thành và mấy vị đạo hữu kia tới, cùng nhau rời khỏi tổ đình. Trong lòng hắn sinh ra chút bất an mơ hồ, không muốn ở lại trong tổ đình. Hắn hiểu quá rõ về Tần Mục, biết được sự đáng sợ của Tần Mục, nếu như để Tần Mục giữ chân trong tổ đình, hắn tuyệt đối sẽ chết một cách vô cùng thảm hại. Điện chủ Hợp Hoan nói, Hạo đạo hữu, lần này bọn họ hộ tống ta rời khỏi tổ đình, còn ngươi lại có một nhiệm vụ khác. Hạo Thiên Đế giật nảy mình, có phần không tình nguyện. Điện chủ Hợp Hoan cẩn thận dẫn sợi dây đàn vô hình kia qua, bay lên Đại La Thiên của hắn, buộc lên đạo thụ đang hình thành của hắn, sau đó nói, đây là sợi dây đàn của tứ công tử, chắc hẳn Hạo đạo hữu cũng không còn thấy xa lạ gì, biết được sự lợi hại của sợi dây đàn này. Ta sẽ đưa sợi dây đàn này cho ngươi, ngươi dẫn theo nó đi về phía gốc cây thế giới, sau đó kéo qua cây thế giới, buộc lên đỉnh núi ở cực bắc. Hạo Thiên Đế toát mồ hôi đầy đầu, lập tức cảm nhận được một sợi dây đàn nối liền với quá khứ đang buộc lên đạo thụ của hắn. Hạo Thiên Đế khàn giọng nói, nếu như bị Vô Nhai lão nhân phát hiện, vậy thì chẳng phải ta sẽ chết không có chỗ chôn hay sao? Ngươi yên tâm, thương thế của Vô Nhai lão nhân vô cùng nghiêm trọng, chẳng khá hơn thái dịch là bao. Điện chủ Hợp Hoan lạnh lùng nói, ta đã gặp mặt Tam công tử và Tứ công tử, mặc dù bọn họ cũng bị thương, thế nhưng thương thế lại nhẹ hơn rất nhiều. Nếu như Vô Nhai lão nhân phát hiện ra ngươi, Tứ công tử vẫn có thể bảo toàn được tính mạng của ngươi. Hạo Thiên Đế còn định nói tiếp, điện chủ Hợp Hoan như vừa cố ý mà như vừa vô ý nhắc nhở hắn, Hạo đạo hữu, hiện giờ ngươi đã bị buộc với sợi dây đàn. Ngươi hiểu rõ uy lực của sợi dây đàn này hơn ai hết. Hạo Thiên Đế sửng sốt, không dám nhiều lời, nói, ta đi là được. Điện chủ Hợp Hoan phấn chấn tinh thần, tinh quang trong mắt lóe lên, nói, nếu đã như vậy, thế thì chúng ta sẽ chia binh làm hai đường. Bọn ta xông ra khỏi thành Ngọc Kinh trước, dẫn dắt sự chú ý của đám người Tần Nghiệp, còn Hạo đạo hữu lập tức đi về phía cây thế giới. Điện chủ Tăng Thành và vài người thành đạo của Di La Cung bước tới, điện chủ Hợp Hoan và điện chủ Hoan Hỷ lập tức bay lên trời. Xông ra khỏi thành Ngọc Kinh, lao thẳng về phía bên ngoài bầu trời. Điện chủ Tăng Thành đứng sừng sững trong thành, lù lù bất động. Tăng Thành bảo điện chợt bay tới, sau đó càng ngày càng thu nhỏ, rơi xuống bàn tay hắn. Tinh quang trong mắt vị điện chủ này bắn ra khắp bốn phía. Hắn nâng Tăng Thành điện lên, ngẩng đầu nhìn quanh. Vù, một chiếc kim thuyền xé rách không gian,
lao thẳng về phía hai vị điện chủ là Hợp Hoan và Phượng Hoàng. Đúng lúc này, điện chủ Tăng Thành thôi thúc bảo điện. Bảo điện phát ra ánh hào quang, ầm ầm xoay tròn rồi bay vọt về phía kim thuyền. Cùng lúc đó, bóng người của năm người thành đạo đi theo vị điện chủ này, đột nhiên xuất hiện từ mặt đất, nhanh chóng xông về phía kim thuyền độ thế. Hạo Thiên Đế thấy vậy thì lập tức rời khỏi thành Ngọc Kinh, chạy về phía cây thế giới. Hắn bay về phía cây thế giới, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vách trời bốn phía của tổ đình đã hình thành hoàn chỉnh, phần đỉnh chạm đến bên ngoài bầu trời. Mà bên ngoài bầu trời, một vùng hắc ám không thể thấy bất cứ ánh sao nào xuất hiện. Khóe mắt của Hạo Thiên Đế chợt co giật dữ dội mấy cái, cơ thể không nhịn được mà run lên, suýt chút nữa ngã xuống khỏi không trung. Đại Uyên Quy Khư đã được Tần Mục di chuyển tới đây, trông hệt như một lỗ đen khổng lồ treo lơ lửng trên không trung của tổ đình. Mà điều kỳ lạ chính là, Đại Uyên Quy Khư không hề tản ra bất cứ dao động nào. Vẻ sợ hãi trên gương mặt của Hạo Thiên Đế càng ngày càng khó che giấu, nét hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Đó là một cái bẫy đang chờ đợi đám người điện chủ Hợp Hoan chui đầu vào. Thời điểm lao ra ngoài bầu trời cũng là lúc bọn họ rơi vào trong Đại Uyên Quy Khư. Mà sở dĩ Đại Uyên Quy Khư không tản ra bất cứ dao động gì là, bởi vì có một người tu luyện đại đạo Quy Khư, hơn nữa còn đã thành đạo, đang chặn ngay trước lối vào của Đại Uyên Quy Khư. Hạo Thiên Đế biết người đó là ai? Bên ngoài bầu trời, tại lối vào của Đại Uyên Quy Khư, Tần Mục ngồi trong hoa sen, hắc ám hoàn toàn bao trùm lấy hắn, mà hắn lại bao phủ toàn bộ Đại Uyên, lạnh lùng nhìn từng đường đạo quang kinh hãi thế tục đang càng ngày càng tới gần. Ở phía bên dưới, phía trước Đại Uyên Quy Khư, Tần Mục lặng lặng nhìn cảnh tượng này. Đại Uyên ở ngay phía sau lưng hắn. Đối với những người ở bên dưới mà nói, Đại Uyên đang treo ngược phía bên trên tổ đình, là một thế giới bị lộn ngược. Mà đối với Tần Mục và Linh Dục Tú mà nói, tổ đình mới là một thế giới bị lộn ngược. Đương nhiên, dưới sự cố ý che giấu của Tần Mục, tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy Quy Khư, cũng không hề ý thức được bọn họ đang lao về phía Quy Khư. Linh Dục Tú ngồi bên cạnh Tần Mục, tò mò đánh giá đài sen mà Tần Mục đang ngồi lên. Theo như Tần Mục nói, đài sen này chính là đạo cảnh nhị phẩm, sắp trở thành tam phẩm. Đài sen nối liền với biển hỗn độn, không ngừng phun nguyên khí hỗn độn, hóa thành nguyên khí hồng mông bao quanh Tần Mục. Nguyên khí hồng mông tiếp tục trải qua một loạt biến hóa ngũ thái, theo hô hấp của Tần Mục, hóa thành tu vi của Tần Mục. Linh Dục Tú tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng không biết gì nhiều về Quy Khư thành đạo. Quy Khư thành đạo cực kỳ thần bí, đừng nói là người thành đạo cực kỳ ít ỏi, cho dù là số người có trình độ vượt trội trên phương diện đại đạo Quy Khư, cũng không hề nhiều. Mặc dù hệ thống đạo cảnh tổ đình của Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa đã diễn giải về đại đạo Quy Khư, thế nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao thâm. Lam Ngự Điền đã từng nói, hệ thống đạo cảnh tổ đình được xây dựng trên cơ sở cây thế giới, mà đại đạo Quy Khư và cây thế giới lại xung đột với nhau, bởi vậy thành tựu của hắn và Hư Sinh Hoa trên phương diện đại đạo Quy Khư không hề lớn. Có thể nói, Tần Mục là người duy nhất bao quát của cả hai sở trường. Khoảng cách giữa kim thuyền độ thế với điện chủ Hợp Hoan và điện chủ Phượng Hoàng càng ngày càng gần. Trên thuyền, tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn vang vọng, từng lớp hư không trải rộng, khiến kim thuyền độ thế hình thành nên không gian lĩnh vực của tái cực hư không, tấn công về phía hai vị điện chủ, đồng thời ngăn cản công kích tới từ đám người điện chủ Tăng Thành ở phía sau. Lĩnh vực tái cực hư không của Nguyệt Thiên Tôn vô cùng đặc biệt, giúp mọi người có thể đối mặt với thần thông và đạo binh công kích từ bất kỳ hướng nào, vào bất kỳ lúc nào. Mặc dù kim thuyền độ thế bị kẹt ở giữa, thế nhưng lúc ứng đối lại chẳng hề lộ ra chút hoảng sợ nào. Mà với tốc độ của kim thuyền, đuổi kịp hai vị điện chủ vẫn dư sức. Thế nhưng có đám người điện chủ Tăng Thành kéo dài thời gian, khai hoàng bất đắc dĩ, chỉ đành phải quay đầu đối phó với đám người thành đạo và điện chủ Tăng Thành, còn đám người Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa đối phó với hai vị điện chủ, cho nên mới không thể giữ chân được hai vị điện chủ này. Thế lực ba bên cách Đại Uyên Quy Khư ngày một gần. Điện chủ Hợp Hoan và điện chủ Phượng Hoàng thầm nghĩ, xem ra chúng ta đã đánh giá cao khai hoàng Tần Nghiệp, thực lực của hắn không hề mạnh đến thế, chẳng qua chỉ là ra vẻ ta đây mà thôi. Có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội này, giết chết bọn họ trước. Hai vị điện chủ đang định dừng lại, lao lên kim thuyền. Thế nhưng đột nhiên dưới gốc cây thế giới cũng có vài bóng người đang bay về phía này, mà người dẫn đầu chính là Hoàng Đường trong Tam Lão Phong Thứ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.